chương 301, thăm nhà xác vào ban đêm. Đúng là nên như vậy, nhưng mà tại hiện trường vứt xác, chúng tôi đã cử kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến điều tra mấy lần, quả thật không phát hiện được dấu vết nào cả. Đây mới là điều nhức đầu nhất của vụ án lần này. Không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào, những đầu mối đang nắm giữ lại không phát hiện ra bất kỳ tính đột phá nào cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hung thủ sẽ tiếp tục nhởn như ngoài vòng pháp luật, lại tìm kiếm mục tiêu giết người, chúng ta không có cách nào ngăn cản được cả. Triệu Khôn Sơn cau mày, vẻ mặt buồn bực nói. Ngay sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, Diệp Thu, cậu thấy thế nào? Thầy của tôi từng nói một câu, phàm chỉ cần đi qua đều sẽ để lại dấu vết. Sở dĩ mấy lần trước không phát hiện được manh mối, bởi vì nó này được che giấu quá kỹ, nên mới có thể tránh khỏi sự lục soát của cảnh sát. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định, tại hiện trường vứt xác, hung thủ tuyệt đối sẽ để lại vết tích. Diệp Thu vô cùng chắc chắn nói. Anh Diệp Thu, anh còn có thầy nữa sao? Vậy thì ông ấy là dạng người nào vậy? Vẻ mặt của Hắc La đầy tò mò nhìn Diệp Thu, hỏi. Những người còn lại cũng nhìn Diệp Thu, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ. Dù gì thì Diệp Thu cũng đã vô địch thiên hạ như vậy rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Thế thì thầy của anh sẽ là nhân vật ở cấp bậc nào? chẳng lẽ là thần? Mọi người đều có chút không cách nào tưởng tượng nổi. Ông ấy à, một ông già thôi, không cần nhắc đến đâu." Diệp Thu mỉm cười khoát tay, sau đó tiếp tục nói, "Những chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở hiện trường hung thủ nhất định phải lưu lại dấu vết." "Đã như vậy, tôi sẽ lập tức cử kỹ thuật viên đến hiện trường vứt xác để điều tra lại." Triệu Khôn Sơn vô cùng tin tưởng lời nói của Diệp Thu, đứng dậy thu xếp người, Diệp Thu nhanh chóng đưa tay ngăn Triệu Khôn Sơn lại, cười nói: "Cục trưởng Triệu, nếu trước đây ông đã lục soát nhiều lần như vậy, nhưng không hề phát hiện bất kỳ thứ gì, điều này cho thấy dấu vết của hung thủ để lại vô cùng bí mật. Mà tên sát nhân này, tuyệt đối không giống người bình thường, cho nên dù ông có để các nhân viên kỹ thuật đi 10 lần, đoán chừng cũng không thu hoạch được gì, chỉ có thể phí công mà thôi." "Vậy phải làm thế nào?" Triệu Khôn Sơn nhíu mày lại, vẻ mặt buồn bực hỏi. "Tám xác chết" tám hiện trường vứt xác đều được bảo quản tốt sao? Diệp Thu suy tư một chút rồi hỏi. Tất cả đều được bảo quản tốt, cũng có người chuyên phụ trách trông coi. Triệu Khôn Sơn vội vàng gật đầu. Nghe vậy, đầu tiên Diệp Thu nhìn lướt qua đồng hồ. Bây giờ đã 9 giờ tối rồi. Đoán chừng Lâm Thanh Nhã đã trở về rồi. Nếu còn không mau về nhà, đến lúc đó lại không thể giải thích rõ ràng. Mà bây giờ nếu đến hiện trường vứt xác chậm chế, Khẳng định là không kịp. Vì vậy, Diệp Thu quyết định đi xem xét tử thi trước, sau đó chờ ngày mai sẽ đến hiện trường vứt xác suy. Nghĩ như vậy, Diệp Thu nhìn thẳng vào Triệu Khôn Sơn nói, "Cục trưởng Triệu, tối nay đã muộn rồi, để tôi đi xem thi thể trước, đợi ngày mai tôi tìm thời gian đi một vòng hiện trường xem thử có thể phát hiện được chút manh mối nào không." "Được, tôi dẫn cậu đi xem." Triệu Khôn Sơn gật đầu, ngay sau đó phân phó những cảnh sát khác nên tan việc thì tan việc, nên trực thì trực. Sau khi thông báo xong mọi thứ, ông ta đưa Diệp Thu cùng tiểu đội Thiên võng rời khỏi phòng họp, đi về phía nhà xác. Thi thể của 8 nạn nhân trong vụ án này không có trong cục cảnh sát, mà thay vào đó, được cất giữ trong một nhà xác ở bệnh viện gần đó. Triệu Khôn Sơn mang đám người Diệp Thu đi thẳng đến bệnh viện, bước vào thang máy, quẹt thẻ thang máy được bệnh viện đặc biệt cấp cho ông dù sao nhà xác không phải là nơi ai cũng có thể vào được, phải quẹt thẻ mới có thể đi xuống. Sau khi Triệu Khôn Sơn quẹt thẻ xong, chuẩn bị bấm nút thang máy ở tầng 4 dưới mặt đất. Nhà xác nằm tầng này. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Triệu Khôn Sơn đột nhiên vang lên. Sau khi ông trực tiếp nhận điện thoại mới biết được, bên cục cảnh sát có chuyện đặc biệt quan trọng cần ông nhanh chóng quay về xử lý. Vì vậy ông ta vội vàng xin lỗi Diệp Thu, nói rõ tình huống đối với chuyện này diệp thu đương nhiên không so đo gì cả liền để triệu khôn sơn về trước dù sao cũng là chuyện quan trọng mà bên này anh cùng tiểu đội thiên võng cùng nhau xuống là được thấy diệp thu không ngại triệu khôn sơn cũng thở phào nhẹ nhõm nói chuyện với diệp thu một chút đợi tí nữa đến nhà xác nếu gặp người canh giữ không cho vào thì nói tên của ông ra hoặc trực tiếp gọi điện thoại cho ông diệp thu gật đầu mà chịu khôn sơn bởi vì có việc gấp nên trực tiếp rời đi đến đây trong thang máy chỉ còn lại diệp thu cùng với bốn người tiểu đội thiên võng bởi vì thời gian gấp rút diệp thu sau khi xem xong phải nhanh chóng về nhà nữa cho nên anh trực tiếp ấn nút xuống tầng bốn dưới mặt đất thang máy đóng lại bắt đầu đi xuống mắt thấy số tầng từ từ giảm xuống từng tầng một hắc la cùng hồng khổng tước đều có vẻ hơi căng thẳng xét cho cùng cả hai người bọn họ đều là phụ nữ. Mà bây giờ lại là ban đêm, nơi cần đến lại là nhà xác. Cho nên hai cô gái khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Hắc hắc, em gái khổng tước, em gái hắc la này, có phải bắt đầu sợ rồi không? Đến đây nào, tiến vào trong vòng tay của anh phì nào, trên người anh phì đây dương khí nhiều, yêu ma quỷ quái gì đó cũng không dám đến gần người anh đâu. Phì miêu nhìn cơ thể hai cô gái khẽ run, cũng tuyết miệng cười trêu đùa nói. Thôi đi, cậu mà nhiều dương khí sao? Tôi thấy cậu có nhiều mỡ hơn mới đúng. Hồng khổng tước liếc mắt nhìn phì miêu, không vui nói. Đúng vậy, anh chính là muốn chiếm tiện nghi của em và chị khổng tước. Nếu nói về dương khí rồi rào, sao anh có thể so với anh Diệp Thu của em chứ? Anh Diệp Thu của em, nhìn một phát liền đặc biệt cho người ta cảm giác an toàn rồi. Hắc la cũng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khinh bỉ nói. Ôi chao, thôi anh đi vậy, tiểu Hắc la à, em đây có thể nói là thay lòng quá nhanh trước đây mỗi ngày đều gọi anh phì miêu bây giờ trong mắt em chỉ còn lại anh diệp thu có đúng không phì miêu mặt đầy ghen tị nói không sai sau này ở trong mắt của hắc la em cũng chỉ có anh diệp thu thôi hắc la lè lưỡi vô cùng tinh quái nói nói xong cô ta còn không quên liếc mắt nhìn diệp thu đang đứng trước mặt mình khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên không có lương tâm mà tôi thật sự đau lòng quá Phi Miêu giả bộ làm dáng vẻ khổ sở, sau đó quay đầu nhìn Bạo Long, mặt đầy tủi thân nói, lão đại, anh xét xử công bằng cho em đi, bình thường em làm gì có đối xử tệ với tiểu Hắc La chứ, mà nay em ấy lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, em thật sự quá đau lòng. Phi Miêu vừa nói vừa làm ra vẻ sắp khóc lên. Được rồi, các em đừng làm rộn nữa, chúng ta tới đây để làm chuyện quan trọng. Chương 302, không phải là đang trả thù mình chứ? Không sao đâu, Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, nói thêm, nơi chúng ta đến tương đối đặc biệt, bầu không khí sẽ khá căng thẳng, đối với đàn ông mà nói thì không sao, nhưng quan trọng là phụ nữ. Nói đùa vài câu cho bầu không khí thêm sôi động vẫn tốt mà. Nghe thấy chưa, anh Diệp Thu của em còn biết đau lòng cho phụ nữ đấy. Hắc la cười duyên nói. Hồng khổng tước cũng lắc đầu cười một tiếng. Chỉ có phỉ miêu cong môi không phục, trong miệng không cam lòng lẩm bẩm, phụ nữ đúng là có mới nới cũ mà, trước đây khi diệp thu còn chưa đến ai cũng chết mê chết mệt với nhan sắc đẹp trai có thể so sánh với ngô ngạn tổ của tôi suốt ngày vây quanh tôi bên trái một tiếng anh phì miêu bên phải một tiếng anh phì miêu đến khi diệp thu vừa tới lập tức liền trở mặt không chịu nhận người hừ anh phì đây không còn tin phụ nữ nữa đâu nghe những lời này xong hắc la cùng hồng khổng tước thiếu chút nữa phụt cười tại chỗ ngay cả diệp thu cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng Đọc truyện tại tương đương chu m t a c -i e n v l tương đương. Anh đã từng thấy người ta tự luyến, nhưng chưa từng thấy ai tự luyến giống như phì miêu cả. Đôi mắt nhỏ của cậu ta được phát hỏa tùy ý trông như một con dao, lại rất hợp với khuôn mặt béo ú đầy thịt kia. Chỗ nào có liên quan đến hai chữ đẹp trai chứ? Đoán chừng đây là lần bị bôi đen thảm nhất của ngô ngạn tổ. Nhưng mà khoan hãy nói gì cả. Bởi vì sau vài câu nói của phì miêu, Bầu không khí đúng là bớt áp lực hơn. Hắc La Cùng Hồng Khổng Tước cũng thả lỏng một chút. Đinh đong, theo âm thanh của thang máy, tầng 4 cuối cùng đã đến. Nhà xác nằm ở tầng này. Cửa thang máy mở ra. Nhìn ánh đèn bên ngoài thậm chí còn lờ mờ hơn cả bên trong thang máy. Sắc mặt của Hắc La Cùng Hồng Khổng Tước hơi thay đổi, trong ánh mắt lóe lên chút do dự. Ngược lại Diệp Thu không có vấn đề gì cả, anh dẫn đầu bước ra khỏi thang máy trước bạo long ra hiệu cho ba người còn lại ngay sau đó cả bốn cùng nhau bước ra ngoài có lẽ là bởi vì nơi này thường được dùng để cất giữ xác chết nên cũng không có ai đến đây làm gì toàn bộ đèn bên ngoài hành lang đều vô cùng mờ tối bốn phía tối om thêm vào đó nhiệt độ so với bên ngoài cũng đặc biệt thấp thoạt nhìn không thấy nửa bóng người nào cả nhưng có thể nói là cực kỳ âm u ít nhiều cũng có cảm giác nơi này hơi kinh dị diệp thu vừa mới chuẩn bị dẫn đầu đi về phía trước a à, mà ngay lúc này hắc la đang đi phía sau đột nhiên hét lên một tiếng đầy hoảng sợ sau đó cô ta lập tức nhanh chóng chạy về phía trước lao thẳng vào ngực của diệp thu giống như một con bạch tuộc vậy ôm chặt lấy diệp thu chuyện này làm diệp thu hoàn toàn sửng sốt ba người kia cũng vội vàng bước tới vẻ mặt đầy quan tâm hỏi hắc la em sao vậy có có ma khuôn mặt nhỏ của hắc la trắng bệch run lẩy bẩy nói chỗ nào có ma cả ba người họ nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả chính là ở đằng kia có một bóng đen đang đung đưa qua lại các anh không thấy sao ngón tay của hắc la run rẩy chỉ về một hướng khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói diệp thu cau mày nhìn về hướng hắc la chỉ nhìn một cái diệp thu cũng bất lực lắc đầu cười khổ nói đó không phải là ma chỉ là tấm màn cửa mà thôi. Nghe thấy vậy, ba người Bạo Long cũng nhìn sang. Lúc này mới phát hiện ra, theo hướng mà Hắc La đang chỉ, một tấm màn được treo trên cửa của một căn phòng đang khẽ chuyển động. Hơn nữa đèn hành lang ở nơi này cũng tương đối tối, thoạt nhìn quả thật giống như một thứ bẩn thỉu gì đó. Huống chi vốn dĩ Hắc La cực kỳ sợ hãi khẩn trương, thần kinh căng thẳng, đột nhiên nhìn thấy cái này, đương nhiên sẽ bị hù dọa. Có thật không? hắc la nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn lại lần nữa nhìn thoáng qua cô ta mới nhìn rõ hóa ra đó thật sự chỉ là một bước màn cửa điều này khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm sau đó mặt đỏ bừng lên thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi em hù các anh rồi không sao đâu hắc la trên đời này không có ma hơn nữa đây chỉ là một nhà xác mà thôi chúng ta làm công tác điều tra tội phạm trên cơ bản đều phải tiếp xúc với người chết, có gì mà sợ chứ? Bạo Long xua tay, nhìn Hắc La Trấn An nói. Vâng, Hắc La ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà, cô ta vẫn không chịu rời khỏi ngực của Diệp Thu, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, đáng thương nói, anh Diệp Thu, người ta hơi sợ, anh sẽ bảo vệ người ta chứ? Sứt lời, Hắc La lại chấp đôi mắt to tràn đầy vẻ bất lực kia nhìn Diệp Thu. Khủ khủ. Diệp Thu vô cùng lúng túng ho khan hai tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạo Long. Tuy nhiên đối với lần này, vẻ mặt của ba người bọn họ đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể giang tay ra, bày tỏ sự cảm thông nhưng lại không giúp được gì. Bọn họ cũng không thể bước tới cưỡng ép kéo Hắc La ra khỏi ngực của Diệp Thu chứ. Vậy thì cũng không thích hợp. Không có cách nào cả. Diệp Thu chỉ có thể hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại ngay sau đó nhìn hắc la nói cái đó tôi bảo vệ cô không thành vấn đề nhưng cô có thể buông tôi ra trước được không bây giờ là buổi tối như thế này không thích hợp đâu không muốn đâu em sợ hắc la chu cái miệng nhỏ nhắn ra mặt đầy không tình nguyện lắc đầu một cái đừng như vậy em gái à không được cô gái nếu cô cứ như vậy tôi thật sự sợ đấy tôi đã có vợ rồi diệp thu cười khổ nói nếu để cho Lâm Thanh Nhã biết được chuyện này, chắc chắn sẽ đuổi ngay anh ra khỏi cửa mất. Anh kết hôn rồi sao? Hắc la hơi sửng sốt, trong đôi mắt to đen lấy hiện lên vẻ mất mát. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu một cái, cố gắng thương lượng, cho nên, chúng ta như thế này không thích hợp đâu. Tôi cũng không thể làm chuyện có lỗi với vợ mình, nếu quả thật không được nữa, cô cứ đi theo phía sau tôi, tôi bảo vệ cô, có được không? Hắc la khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, suy nghĩ một hồi chú cái miệng nhỏ nói vậy vậy cũng được nhưng nếu có tình huống khẩn cấp em sợ hãi muốn lao vào ngực anh anh nhất định phải ôm chặt bảo vệ em đấy nghe vậy diệp thu hơi do dự nhưng có lẽ chỉ như vậy hắc la mới có thể rời khỏi ngực anh vì vậy anh liền gật đầu đồng ý bởi vì theo anh nghĩ sẽ không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra trên đường đi này đâu chứ đừng nói đến việc hù dọa hắc la tuy nhiên diệp thu đã đánh giá quá cao lá gan của hắc la dọc theo con đường này ngay cả khi không có gì kỳ lạ xuất hiện nhưng cứ sau một lúc hắc la lại đột nhiên sợ hãi rồi nhào vào ngực của diệp thu thật vất vả mới đi đến cửa nhà xác mà trên đường đi hắc la ít nhất cũng đã chui vào ngực của diệp thu hơn hai ba chục lần diệp thu muốn nổi giận với hắc la nhưng lần nào cô bé kia cũng dùng đôi mắt mở to đầy vô tội đáng thương nhìn diệp thu dáng vẻ nhỏ nhắn tuổi thân đó, quả thật làm cho Diệp Thu không thể nổi giận được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh luôn có cảm giác, cô nhóc Hắc La này giống như cô ý. Sẽ không phải vì anh làm nổ máy tính của cô ta, nên cô ta mới thủ dai như vậy chứ. Biết là anh có vợ rồi mà vẫn còn làm như vậy. Mượn cớ này để trả thù mình, trời ơi, vậy thế này cũng quá nham hiểm rồi. Nhưng mà, làm gì có hacker nào không nham hiểm chứ? chương 303, các anh đến đây để trộm thi thể đúng không? Có lẽ bởi vì đã đến giờ tan làm. Giờ phút này, cửa nhà xác đã bị khóa. Mà ở bên cạnh nhà xác, có một phòng trực. Lúc này, có khoảng mười mấy nhân viên bảo vệ đang ngồi bên trong, người thì đánh bài, người thì hút thuốc lá, còn có người chơi điện thoại di động. Thấy vậy, Diệp Thu ra hiệu với bốn thành viên tiểu đội thiên võng, sau đó trực tiếp đi tới cửa sổ phòng trực, đưa tay gõ vào cửa sổ, cộc cộc, các nhân viên bảo vệ trong phòng trực đều sửng sốt. Dù sao bây giờ cũng đã tối rồi, trên cơ bản nhà xác sẽ không có người tới. Cho nên giờ phút này đột nhiên có người gõ cửa sổ bên ngoài, đúng là làm cho bọn họ giật cả mình. Nhưng xét cho cùng, bọn họ thường xuyên túc trực ở đây, cho nên rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trong đó có một nhân viên bảo vệ cực kỳ nóng nảy, đập thẻ poker trong tay xuống bàn, cầm gậy tuần tra bước ra ngoài, liếc nhìn Diệp Thu, Mặt đầy không kiên nhẫn hỏi, các anh là ai? Hơn nửa đêm đến đây làm gì? Chúng tôi được cục trưởng Triệu điều đến để kiểm tra thi thể, phiền anh tạo điều kiện để cho chúng tôi vào xem một chút, xem xong sẽ rời đi ngay." Diệp Thu lịch sự nói. "Cục trưởng Triệu, cục trưởng Triệu là ai?" Nhân viên bảo vệ nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. "Cục cảnh sát thành phố, cục trưởng Triệu, Triệu Khôn Sơn." Diệp Thu giải thích. Nghe vậy, nhân viên bảo vệ cũng sừng sốt, sau đó quan sát bốn người Diệp Thu cùng Bạo Long ở phía sau từ trên xuống dưới một phen, mặt đầy vẻ khinh bị cười lạnh, thôi đi, nhìn dáng vẻ của các anh, làm sao có thể là người của cục trưởng triệu chứ? Cho dù có muốn đóng giả cảnh sát, dù gì cũng phải mặc đồng phục của cảnh sát chứ. Đến lừa gạt cũng không biết lừa nữa. Người anh em, chúng tôi thật sự là người do cục trưởng triệu phái đến. Tuy chúng tôi không phải cảnh sát, nhưng là người hỗ trợ cảnh sát phá án tiểu đội thiên võng anh đã nghe nói qua chưa? Tôi là đội trưởng của tiểu đội thiên võng, Bạo Long. Chúng tôi là một tiểu đội trinh thám, không thuộc biên chế của cảnh sát, cho nên không mặc cảnh phục. Bạo Long bước nhanh về phía trước, nhìn nhân viên bảo vệ rồi giải thích. Tôi quan tâm anh là tiểu đội thiên võng hay là ngư võng cái gì chứ? Giám đốc của chúng tôi đã thông báo rồi, trừ phi là cảnh sát thì mới cho vào. Nếu không, nhất định không được phép vào bên trong. Nếu các anh không phải là cảnh sát, vậy thì đến từ chỗ nào, đi về chỗ ấy đi. Nhân viên bảo vệ biểu mối, mặt đầy khinh thường nói. Người anh em, làm theo mệnh lệnh của cấp trên là chuyện tốt, nhưng anh cũng phải biết linh hoạt chứ. Chúng tôi thật sự được Cục trưởng Triệu Phái đến đây để kiểm tra thi thể của nạn nhân. Vụ án khẩn cấp, phiền anh cho chúng tôi vào. Bạo Long nhíu mày nói. Có cái gì chứng minh không? Chỉ cần các anh có thể lấy bằng chứng ra, tôi sẽ để cho các anh đi vào nhân viên bảo vệ đưa tay phải của mình ra cười lạnh nói ngay sau đó anh ta lại quan sát tỉ mỉ năm người diệp thu một lần nữa con ngươi xoay chuyển mặt đầy nghi ngờ hỏi tôi nghe nói gần đây có một băng nhóm chuyên trộm xác không ít nhà xác của bệnh viện đã bị bọn họ trộm qua các anh không phải là băng nhóm chuyên trộm xác chết đó chứ nghe thấy lời này bốn thành viên của tiểu đội thiên võng cạn lời bạo long có chút bất đắc dĩ nhìn diệp thu đề nghị anh diệp nếu không anh gọi điện cho cục trưởng Triệu, nhờ ông ấy thông báo với bệnh viện một tiếng để cho chúng ta vào đi. Cũng được." Diệp Thu gật đầu, ngay sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm số của Triệu Khôn Sơn, bấm gọi. Nhưng mà, rất nhanh. Diệp Thu nhướng mày một cái. Bởi vì điện thoại nhắc nhở, đường dây của đối phương đang bận. Rõ ràng, Triệu Khôn Sơn đang nói chuyện với ai đó. Vì vậy Diệp Thu chỉ có thể cúp máy, gọi lại nhưng sau vài lần gọi kết quả vẫn như cũ đường dây bên kia đang bận điều này làm cho chân mày của diệp thu nhíu thật chặt lại bạo long thấy vậy liền vội vàng hỏi anh diệp sao vậy không liên lạc được à đường dây đang bận diệp thu gật đầu một cái nói cái này bạo long nhất thời nhíu mày một cái nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng này mặt đầy khinh thường phá lên cười tại chỗ ha 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 diễn đi diễn tiếp đi Giả bộ trông thật giống đấy, sao không gọi điện trực tiếp cho thị trưởng luôn đi? Thật là buồn cười, không đưa ra được gì để chứng minh, vậy thì đi nhanh đi, đừng trách tôi không khách khí. Người anh em này, anh có thể châm trước một chút không? Bây giờ cục trưởng Triệu đang bận, điện thoại không liên lạc được. Trước mắt anh để cho chúng tôi vào trước, đợi tí nữa cục trưởng Triệu hết bận, chúng tôi sẽ gọi lại cho ông ấy, để ông ấy gọi cho lãnh đạo bệnh viện các anh nhé. Anh thấy thế được không? Bạo Long nhìn nhân viên bảo vệ, định thương lượng. Sời, anh xem ông đây là đồ ngốc phải không? Trừ khi hôm nay các anh đưa ra bằng chứng để chứng minh mình là người được cục trưởng triệu phái tới, nếu không thì đừng hòng vào trong. Nhân viên bảo vệ cười coi thường, không vui nói. Ngay sau đó anh ta trừng mắt nhìn đám người Diệp Thu, hùng hổ nói còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có gì nữa thì cút đi, trời đã tối rồi, đừng ở đây làm chướng mắt nữa. Nhìn bộ dạng của các anh, còn giả làm người do cục trưởng triệu phái tới nữa chứ cũng không biết soi gương nhìn lại mình đi thật nực cười mau biến đi cho ông nghe thấy những lời này diệp thu cùng đám người bạo long đều nhướng mày lên vì miêu ở phía sau càng cảm thấy khó chịu tính tình cậu ta vốn không tốt lắm huống chi bây giờ còn bị chọc tức như vậy rõ ràng là đến đây để thi hành nhiệm vụ của cảnh sát vậy mà bây giờ lại để một nhân viên bảo vệ chặn ở cửa làm nhục trong lúc nhất thời Phì Miêu cũng nóng nảy, sắn tay áo đi tới chỗ nhân viên bảo vệ, chừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ, tức giận nói tôi nói anh này, sao dầu muối gì cũng không cho vào thế. Đã nói chúng tôi là người do cục trưởng triệu phái đến, hết lời ngon tiếng ngọt cũng không chịu cho vào, cứ phải để cho anh vì đây đánh mới được phải không? Ôi trao sợ quá! Nhân viên bảo vệ cười khinh thường một tiếng, nhìn Phí Miêu, giơ gậy tuần tra trong tay lên, mặt đầy hống hách nói, đồ heo mập chết tiệt, có bản lĩnh thì anh ra tay đi, để xem thử hôm nay anh còn có thể đi ra ngoài được không, có tin ông đây trực tiếp sắp xếp cho đồ heo mập nhà anh một cái giường trong nhà xác không. Vừa rồi anh mới gọi tôi là gì, có ngon thì nhắc lại một lần nữa cho anh phì đây xem. Sắc mặt phì miêu xa sầm, vươn tay túm lấy cổ áo của nhân viên bảo vệ, tức giận nói. Sao hả, tự muốn tìm chỗ chết sao, buông tay ra cho ông, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Nhân viên bảo vệ hung hăng trợn mắt nhìn phì miêu, lạnh giọng mắng đem lời vừa rồi anh mới nói nhắc lại cho anh phì đây nghe một lần nữa hai mắt của phì miêu trợn tròn lên ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên giọng điệu lạnh như băng nói mà sức lực trong tay cậu ta cũng càng ngày càng lớn trực tiếp nhấc nhân viên bảo vệ lên khỏi mặt đất trong nháy mắt nhân viên bảo vệ cũng hơi hoảng rõ ràng sức lực của phì miêu đã vượt ngoài dự đoán của anh ta đây không phải là người anh ta có thể đối phó được Người đâu, có người muốn gây chuyện. Nhân viên bảo vệ vội vàng hô to lên. Những nhân viên bảo vệ đang đánh bài trong phòng trực ban nghe thấy động tính, liền đưa đầu nhìn ra ngoài một cái, sau đó sắc mặt liền thay đổi. chương 304, chuyện cũ bi thương. Phì Miêu vốn đã có chút tức giận. Vừa nghe được lời của Lý Quang, cả khuôn mặt cậu ta đều trở nên xanh mét vì tức giận, giận dữ hét lên, anh phì đây hận nhất bị người khác gọi là đồ heo mập. Xuất lời, Phì Miêu nắm nhân viên bảo vệ trong tay, trực tiếp đập thẳng vào Lý Quang. Không thể không nói, sức lực của Phì Miêu vẫn đủ lớn. Chỉ thấy nhân viên bảo vệ kia vèo một cái, bay về phía Lý Quang. Hơn nữa bởi vì khoảng cách vốn không xa, nên cơ bản Lý Quang không kịp tránh, liền bị tên kia va vào, ngã nhào xuống đất. A! À, tiếng kêu la thảm thiết nhất thời vang lên trong hành lang. Đội trưởng, thấy vậy. Các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến vây lại, đỡ Lý Quang từ dưới đất lên. a à, Lý Quang cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ vào phì miêu, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, đồ heo mập chết tiệt này, cậu lại dám đánh tôi. Cậu có tin hôm nay ông đây không để cậu ra khỏi đây không? Anh gọi tôi là đồ heo mập chết tiệt một lần nữa thử xem. Đôi mắt tì hí của phì miêu lúc này trở nên cực kỳ đỏ bừng, cả người run lên, hiển nhiên là đang tức giận đến cực điểm. Ôi chao, mẹ kiếp, còn muốn cho mày mặt mũi à? Đồ heo mập chết tiệt, đồ heo mập chết tiệt, ông đây cứ gọi cậu là đồ heo mập chết tiệt đấy, cậu có thể làm gì tôi chứ? Lý Quang liếc nhìn Phì Miêu một cái, vô cùng phách lối nói. Tôi giết anh. Trong mắt Phì Miêu lóe lên sự lạnh lẽo, cậu ta siết chặt quả đấm lao về phía Lý Quang. Bạo Long thấy vậy, vội vàng đưa tay ngăn Phì Miêu lại, bởi vì anh ta biết lúc này phì miêu thật sự tức giận. Lấy bản lĩnh của phì miêu, chỉ cần lao đến, nhất định sẽ gây ra án mạng. Lão đại, anh đừng cản em, hôm nay em nhất định phải giết anh ta. Phì miêu vô cùng tức giận hét lên. Phì miêu, em bình tĩnh lại đi, đừng quên thân phận của em, em là một trinh sát, không phải sát nhân. Em đừng nên hấp tấp. Bạo Long vội vàng trấn an nói. Lão đại, chắc anh biết bốn từ heo mập chết tiệt có ý nghĩa gì với em em đã từng thề rằng nếu ai dám giễu cợt em như vậy nữa em nhất định phải rút đầu lưới anh ta ra anh không nên cản em hai mắt phì miêu đỏ bừng giống lên cậu giết anh ta sao sau đó thì thế nào lại hủy hoại đời mình một lần nữa à chẳng lẽ cậu cảm thấy làm như vậy anh trai cậu ở trên trời có thể vui vẻ sao bình tĩnh lại có được không đây là xã hội pháp trị tất cả đều phải tuân theo pháp luật, hiểu chưa? Bạo Long cau mày, vội vàng khuyên nhủ. Em không quan tâm nhiều như vậy, hôm nay em nhất định phải giết anh ta. Tuy nhiên, giờ phút này Phí Miêu đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không nghe lời thuyết phục của Bạo Long. Cậu ta dùng hết sức lực, đẩy Bạo Long ra rồi liều mạng xông về phía Lý Quang. Thấy vậy, Diệp Thu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Vừa dứt lời, Diệp Thu lách người tiến tới trước, một trường đập vào gáy của Phì Miêu. Phì Miêu vốn đang nổi giận đùng đùng, cả người nhất thời mềm nhũn, choáng váng ngã trên mặt đất. Trông thấy thế, Bạo Long cũng sướng sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Thu, nắm chặt tay, cảm kích nói cảm ơn anh Diệp, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu ta lại nhạy cảm với bốn chữ, heo mập chết tiệt, như vậy? Diệp Thu nhíu mày, nghi ngờ hỏi ôi anh Diệp anh không biết đâu Phì Miêu cậu ấy cũng là một người số khổ Bạo Long thở dài một hơi sau đó Đại Khái nói cho Diệp Thu nghe về chuyện cũ của Phì Miêu hóa ra Phì Miêu cũng là một người có số khổ cha mẹ cậu ta qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cậu ta còn rất nhỏ trong nhà chỉ còn lại cậu ta cùng với một người anh trai anh trai đối xử với rất tốt với cậu ta đặc biệt yêu thương chăm sóc cậu ta khi đó phì miêu còn rất gầy là một anh chàng khá đẹp trai với đôi mắt nhỏ ti hí tuy nhiên anh trai của cậu ta bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ đã vô cùng béo giảm cân thế nào cũng vô dụng vì vậy anh trai của cậu ta thường xuyên lấy lý do này để cho phì miêu ăn các loại thức ăn ngon nói phì miêu quá gầy muốn bồi bổ thật tốt cho phì miêu mà thấy bản thân mập như vậy dù không ăn cũng không sao sau đó phì miêu mới biết được anh trai thường xuyên để dành đồ ăn cho cậu còn anh ấy thì lại luôn để bụng đói. Có lúc, thậm chí đói đến mức đứng không vững nữa. Dĩ nhiên lúc đó Phỉ Miêu cũng không biết chuyện này. Tình cảm giữa hai anh em cực kỳ tốt đẹp, mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con họ hàng cùng hàng xóm, bọn họ miễn cưỡng cũng có thể vượt qua. Cho đến một ngày, bi kịch xảy ra, phá vỡ tất cả những điều này. Nguyên nhân là do anh trai của cậu ta thích một cô gái trong lớp, tỏ tình với cô gái đó kết quả cô gái kia căn bản không thích anh trai cậu nên đã từ chối ngay tại chỗ. thật ra như vậy thì cũng không sao cả, vốn dĩ chuyện một người thích, còn một người không thích là chuyện bình thường. không đồng ý thì thôi vậy, anh trai của Phì Miêu cũng không tiếp tục dây dưa. nhưng cô gái kia lại ở trước mặt các bạn học trong lớp làm nhục anh trai của Phì Miêu là đồ heo mập chết tiệt. hơn nữa còn tuyên bố rằng ngay cả khi tất cả đàn ông trên thế giới đều chết sạch, cô ta cũng sẽ không bao giờ thích anh ấy. đối với chuyện này anh trai của phi miêu bị đả kích sâu sắc nhưng khi trở về nhà anh ấy vẫn tươi cười vui vẻ đối xử với phi miêu làm bộ như mọi chuyện vẫn bình thường tuy nhiên sau khi cô gái kia trở về càng nghĩ càng tức giận cảm thấy chuyện được anh trai của phi miêu bày tỏ chính là một loại sỉ nhục với bản thân cô ta vì vậy ngày hôm sau cô tìm đến một anh chàng con nhà giàu có thích mình yêu cầu người kia dạy dỗ cho anh trai của phi miêu một bài học thật nghiêm khắc ngay sau đó cậu con nhà giàu đó vận dụng các mối quan hệ trong trường học của mình. Không chỉ ở trên bảng đen trong lớp học, ngoài hành lang, mà còn trên cả bàn ghế của anh trai Phì Miêu. Tóm lại, tất cả những nơi mà anh trai Phì Miêu có thể nhìn thấy đều viết ba chữ, đồ heo mập chết tiệt. Hơn nữa sau đó, dưới sự xúi dục của cậu con nhà giàu kia, mọi người trong trường bắt đầu gọi anh trai Phì Miêu là đồ heo mập chết tiệt, cười nhạo anh ấy, đả kích anh ấy. Tâm hồn của con người đôi khi vô cùng mong manh con người dù lạc quan đến đâu cũng có những lúc không thể chịu đựng được. Anh trai phì miêu cũng đã thử cố gắng giảm cân, nhưng vì bị bệnh bẩm sinh nên vẫn luôn không thể gầy được. Cứ như vậy, theo thời gian, dưới bầu không khí ngột ngạt mà tất cả mọi người đều cười nhạo anh là đồ heo mập chết tiệt này. Anh trai của phì miêu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, suy sụp, đi lên tầng thượng của trường học, nhảy lầu tự sát. Mà trước khi anh ấy chết, đã để lại một bức thư cho phì miêu trên đó chỉ có một đoạn nhỏ em trai anh đi đây anh không biết em có che anh béo không nhưng nếu như có thể kiếp sau anh muốn được như em không phải làm một người mập mạp nữa cũng không bị mọi người gọi là đồ heo mập chết tiệt coi thường anh từ đó về sau phì miu mất đi người thân duy nhất của mình mà bốn chữ heo mập chết tiệt này đã trở thành nỗi đau khắc sâu trong lòng của phì miu giống như một điều cấm kỵ vậy ai dám nhắc tới ba chữ này phì miu sẽ lập tức nổi giận về sau, Phi Miu cũng ra sức ăn thật nhiều, tự biến mình thành một người to béo. Cậu chỉ muốn nói với anh trai trên trời rằng, cho dù cả thế giới có chê anh trai béo, thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ ghét anh. Nghe xong câu chuyện của Phi Miu, Diệp Thu cũng thở dài một cái. Lại là một người đáng thương. Anh vốn thấy Phi Miu luôn cười đùa, cũng thường xuyên đùa giỡn các loại. Nhưng không ngờ chôn sâu trong lòng của Phi Miu lại có một câu chuyện bi thương như thế chẳng trách vừa rồi khi nghe tên bảo vệ cùng người họ Lý kia nói ba chữ, đồ heo mập chết tiệt, vì miêu lại có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, chương 305, cậu của tôi là giám đốc cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thu. Cả người của Lý Quang bất giác run lên. Không biết tại sao, ánh mắt của Diệp Thu làm anh ta có cảm giác không rét mà run. Nhưng mà, anh không sợ Diệp Thu chút nào cả. Dù sao ở bên này anh ta có hơn chục người đứng về phía mình ngay cả khi động tay động chân cũng không bị thua thiệt gì cả nhóc con cậu đang nhìn cái gì vậy có phải cũng muốn bị đánh không có tin tôi tống cậu cùng với con heo mập chết tiệt kia vào nhà xác không hả lý quang hung tợn chừng mắt nhìn diệp thu mặt đầy phách lối nói anh thật đúng là làm cho người ta cảm thấy chán ghét mà diệp thu hít mắt lạnh lùng nói cậu nói cái gì sắc mặt của lý quang trầm xuống trợn mắt nhìn diệp thu lạnh lùng quát lên lấy khiếm khuyết trên cơ thể của người khác ra làm trò đùa rất vui à chẳng lẽ anh không biết chỉ một câu nói tùy tiện của anh sẽ gây ra vết thương không cách nào xóa nhòa trong lòng người khác được sao diệp thu lạnh lùng hỏi cậu đang nói đạo lý đấy hả giả bộ thánh nhân gì cơ chứ ông đây cứ mắng cậu ta là đồ heo mập chết tiệt đấy thế nào cậu ta còn có thể mất miếng thịt sao dám lộng hành trên địa bàn của ông đây còn dám đẩy người của ông đây nữa chứ tôi không giết chết cậu ta đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi biết chưa lý quang liếc nhìn diệp thu cực kỳ phách lối nói à à diệp thu lắc đầu cười nhạt ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nói tôi sai rồi tôi sai rồi biết sai rồi thì tốt mau đánh thức tên heo mập chết tiệt kia dậy đi sau đó cậu cùng cậu ta xin lỗi tôi như vậy thì tâm trạng của tôi mới tốt lên được nói không chừng sẽ để cho các cậu đi nếu không tối nay các người đừng hòng rời đi lý quang còn tưởng rằng diệp thu đang nhận lỗi trong lòng nhất thời càng kiêu ngạo hơn sai lầm của tôi là không nên nói phải trái với anh bởi vì có một số người có thể nghe hiểu đạo lý tuy nhiên vẫn có vài thể loại gì đó lại không cách nào hiểu được diệp thu lắc đầu mặt đầy bất đắc dĩ nói nghe những lời của diệp thu lý quang hoàn toàn sửng sốt ngay sau đó nhanh chóng kịp hiểu ra ý của diệp thu lúc này mới tức giận nói nhóc con cậu dám mắng tôi không phải người anh xứng làm người sao diệp thu nhàn nhạt hỏi ngược lại tốt 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 lắm đây là cậu tự tìm đường chết vậy thì đừng trách tôi độc ác sắc mặt lý quang nhất thời trở nên u ám nghiến răng nghiến lợi nói dứt lời anh ta trực tiếp ngoắc tay cho mười mấy nhân viên bảo vệ ở phía sau lưng chỉ vào diệp thu ra lệnh thấy tên nhóc này chưa đánh chết tôi nhưng mà nghe lời lý quang nói các nhân viên bảo vệ kia nắm chặt dùi cui tuần tra trong tay nhưng không ai trong số họ bước lên trước cả mỗi gương mặt đều hiện đầy vẻ do dự rõ ràng bọn họ sợ nếu mình thật sự đánh chết diệp thu sẽ gây ra chuyện lớn lý quang thấy vậy hiển nhiên cũng biết trong lòng cách nhân viên bảo vệ đang suy nghĩ gì lập tức nói các cậu sợ chịu trách nhiệm đúng không yên tâm nếu xảy ra chuyện một mình tôi chịu trách nhiệm những người này tới đây để trộm thi thể chúng ta ra tay trước hoàn toàn là tự vệ ngay cả khi đánh chết cậu ta cũng không sao cả hiểu chưa vừa nghe lý quang nói những lời này các nhân viên bảo vệ mới yên tâm sau đó không nhiều lời nữa nhặt gậy tuần tra trong tay lên trực tiếp lao thẳng về phía diệp thu anh diệp những tên tiểu lâu la này không phiền anh phải ra tay đâu bạo long cùng hồng khổng tước trực tiếp đi về phía trước bảo vệ diệp thu phía sau đối với chuyện này Ngược lại Diệp Thu cũng không có từ chối. Dù ai ra tay cũng giống nhau thôi. Huống chi đối phó với đám người này, hai người bạo long ra tay, cũng thừa sức rồi. Rất nhanh, những tên bảo vệ kia lao tới. Bạo long cùng hồng khổng tước chủ động nghênh đón. Thấy cảnh này, cách đó không xa, trong mắt Lý Quang tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ với hai người bọn họ mà muốn đánh lại mười mấy nhân viên bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp của anh ta à? đây đúng là tự tìm chỗ chết rồi theo anh ta thấy chưa đến một phút thôi hai người bọn họ sẽ bị nhân viên bảo vệ đánh tơi tả cho mặt xem điều này khiến vẻ mặt của lý quang tràn đầy vẻ đắc ý rất nhanh hai người bên bảo long đã va chạm với đám nhân viên bảo vệ lý quang vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ là một trận càn quét tuy nhiên khi hai bên chính thức đánh nhau đánh ngã đúng là đánh ngã thật càn quét đúng là càn quét thật nhưng mà, đó là các nhân viên bảo vệ bên này bị càn quét. Sau khi bạo long cùng hồng khổng tước vọt vào đám người, giống như hổ sông vào bầy dê vậy. Về cơ bản, mỗi người một chiêu, đám nhân viên bảo vệ kia không có năng lực chống đỡ nào cả. Chuyện này nhanh chóng làm cho Lý Quang ngẩn ra. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới tình huống anh ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng người, lại gây ra một cục diện như vậy. Nhưng anh ta không biết là mặc dù bên này chỉ có bạo long cùng hồng khổng tước. Nhưng một người là cựu huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng lang nha. Mà người kia cũng là một chuyên gia về kỹ thuật đánh cận chiến. Cả hai người họ cộng lại. Một đám nhân viên bảo vệ còn con này sao có thể đấu lại được. Chỉ chưa đầy một hai phút. Toàn bộ mười mấy nhân viên bảo vệ đều ngã trên mặt đất. Không ai trong số họ có thể đứng lên được cả. Lý Quang nhìn cảnh này, cả người đều trợn mắt há mồm, cầm sắp rơi xuống mặt đất. Nói thật, anh ta chưa từng thấy qua người nào mạnh như thế cả. Hai người đánh lại mười mấy người, lại giống như chơi vậy. Cảnh tượng này, anh ta chỉ thấy ở trong phim mà thôi. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt. Hiển nhiên anh ta đã đủ sợ hãi. Anh Diệp, những người này xử lý thế nào đây? Bạo Long quay đầu lại nhìn Diệp Thu hỏi. Giao cho tôi. Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười nghịch ngợm. Ngay sau đó, anh trực tiếp đi tới trước mặt Lý Quang. Cậu, cậu muốn làm gì? Lý Quang run rẩy như cầy sấy, hỏi. Chìa khóa. Diệp Thu thản nhiên nói. Cái gì, chìa khóa gì cơ? Sắc mặt của Lý Quang thay đổi, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Diệp Thu chỉ vào cửa nhà xác bên cạnh. Không, tôi không thể giao cho cậu, cậu đừng mơ. Lý Quang vội vàng lắc đầu, mạnh miệng nói. Bốp, Diệp Thu trực tiếp tát vào mặt của Lý Quang, lạnh lùng nói: "Chìa khóa." Một cái tát này đã làm cho Lý Quang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt nổ đom đóm. Hồi lâu sau, anh ta rốt cuộc cũng coi như tỉnh táo lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, tức giận nói: "Cậu dám đánh tôi?" Nhóc con, cậu lại dám đánh tôi sao? Cậu có biết cậu của tôi là ai không? Cậu tôi là giám đốc bệnh viện này, có mối giao thiệp rất rộng ở Giang Châu cậu dám tát tôi, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Một lần cuối cùng, đưa chìa khóa cho tôi, tôi không muốn lặp lại. Trong mắt Diệp Thu lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng kia khiến cho sắc mặt Lý Quang đột một thay đổi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 306, cửa bị đóng lại. Diệp Thu không phản ứng lại Lý Quang, trực tiếp cầm lấy chìa khóa, đi về phía cửa nhà xác. Lý Quang trợn mắt nhìn Diệp Thu, ngay sau đó liền móc điện thoại ra, gọi cho cậu của mình. Thấy vậy, sắc mặt của Bảo Long cùng Hồng khổng tước tối sầm lại, tiến lên muốn giật lấy điện thoại di động của Lý Quang. Không cần phải để ý đến anh ta, để cho anh ta gọi đi. Diệp Thu quay đầu nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, hai người kia cũng xứng lại một lúc, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Diệp Thu, dừng lại tại chỗ. Ồ, dũng cảm đấy, cứ đợi đó cho tôi, tí nữa cậu của tôi tới, các cậu đừng hòng chạy trốn. Lý Quang cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng dùng điện thoại di động gọi cầu cứu cậu của mình. Mà Diệp Thu cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp mở cửa nhà xác bước vào. Bạo Long đỡ phỉ miêu đứng lên khỏi mặt đất, rồi đi theo hồng khổng tước cùng Hắc La ở phía sau. Lúc này cả nhóm bọn họ mới bước vào nhà xác. Thật ra thì, nhà xác ngoài thực tế không đáng sợ như trong các bộ phim kinh dị, Ánh đèn sáng rực, mặc dù không khí hơi lạnh, nhưng đó là bởi vì nơi này được dùng để cất giữ thi thể, cho nên nhiệt độ dĩ nhiên là thấp. Ở giữa nhà xác, sắp xếp một hàng giường sắt, chắc hẳn là được sử dụng để đặt những thi thể vừa mới được vận chuyển vào. Còn xung quanh là những chiếc tủ đông lạnh, dùng để cất giữ thi thể lâu ngày. Bởi vì có một vài thi thể chết đột ngột, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, chết đuối các loại. Người nhà còn chưa biết cho nên chỉ có thể được cất giữ ở trong tủ đông, phòng ngừa thi thể bị thối giữa. Như vậy, đợi đến khi người nhà nhận được tin tử vong, sẽ đến nhận thi thể để tiến hành hỏa táng. Mà tám xác chết trong vụ án giết người hàng loạt này đều được cất giữ trong tủ đông. Về phần số thứ tự của từng tủ đông, Diệp Thu cũng đều biết. Hồ sơ vụ án mà Triệu Khôn Sơn đưa cho anh lúc nãy có ghi chép lại. Vì vậy Diệp Thu lần theo số thứ tự, nhanh chóng tìm được tủ đông chứa một trong những thi thể nạn nhân không nhiều lời anh trực tiếp bước tới mở cửa tủ đông ra đập vào mắt là một xác chết của phụ nữ với làn da đã hoàn toàn khô cứng nhăn nheo toàn thân nhợt nhạt trông giống như một xác khô đã chết từ rất lâu rồi vậy nhưng mà trên thực tế thời gian chết của thi thể nữ này chưa quá một tuần lễ sở dĩ toàn thân cô ấy khô giáp như vậy chính là bởi vì máu trong người cô ấy đã bị rút sạch mà ở bên trái của xác chết. Diệp Thu phát hiện thấy một lỗ máu nhỏ, lớn bằng hạt đậu tương. Những vết thương rất gọn gàng, lộ ra một vòng tròn hoàn hảo. Có vẻ như tên sát nhân đã sử dụng một loại máy móc nào đó để hút sạch máu trên cơ thể nạn nhân. Lúc này, đám người Bạo Long cũng bước vào. Diệp Thu vẫy tay ra hiệu với Bạo Long, nói anh tới xem một chút. Bạo Long lập tức bước, quan sát thật kỹ, sau đó chân màu cũng nhíu chặt lại sắc mặt nghiêm nghị nói, đây, đây đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể như vậy. Theo suy đoán của tôi, hung thủ chắc hẳn đã dùng một loại máy nào đó để hút máu, thừa dịp người bị hại còn sống, đã cắm vào trong động mạch chủ bên trái cổ, hút sạch máu trên người nạn nhân. Diệp Thu thản nhiên nói, tại sao lại nói như vậy? Hồng không, không tước nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Bởi vì một khi người đã chết, máu sẽ ngừng lưu động, hung thủ có muốn rút hết máu cũng không được dù cho có thể rút ra một ít đi nữa cũng sẽ không rút sạch sẽ được nhưng cô nhìn cái xác này đi toàn bộ cơ thể đều không còn sót lại một chút máu nào cả diệp thu chỉ vào thi thể giải thích nghe lời diệp thu nói mọi người hơi suy tư một chút rồi đều gật đầu cảm thấy những gì diệp thu nói khá có lý ngay sau đó diệp thu lại dẫn bọn họ đến tủ đông của bảy thi thể còn lại mở ra quan sát bộ dạng chết của tám thi thể này về cơ bản giống nhau như đúc. Khi nạn nhân vẫn còn sống, cơ thể đã bị một loại máy móc nào đó hút hết máu. Đến nỗi toàn thân khô héo, nhăn nheo giống như một cái xác khô vậy. Mà trừ cái này ra, không còn tìm thấy manh mối nào khác có giá trị hơn cả. Thấy vậy, Diệp Thu liền dứt khoát đặt toàn bộ tám thi thể vào trong tủ đông, quay đầu nhìn về phía đám người Bạo Long, nói, xem ra không thể tìm được manh mối có giá trị từ những thi thể này ngày mai đến hiện trường vứt xác xem thử vậy. Nói không chừng, sẽ có thu hoạch mới. Thôi được rồi, cũng đã không còn sớm, chúng ta về trước đi. Ừ, Bạo Long cùng những người khác gật đầu. Mà ngay lúc này, Phì Miêu được Bạo Long dìu cũng đã tỉnh lại. Cậu ta xoa cái cổ vẫn còn đau nhức của mình, ngơ ngác nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Nhà xác. Diệp Thu thản nhiên nói. Mẹ ơi! nhà xác. phí miêu nhất thời kinh hãi nhảy lên thật cao, mặt đầy hoảng sợ nhìn xung quanh, giọng điệu run rẩy hỏi tôi. Tôi làm sao lại đi vào trong nhà xác thế này? Mới vừa rồi tôi, tôi không phải còn ở bên ngoài sao? Ha ha, phì miêu, không phải cậu nói mình có dương khí, không sợ ma sao? Sao bây giờ biết mình đang ở trong nhà xác lại sợ thành dáng vẻ này thế? Hồng không tước nhìn phí miêu, cười trêu ghẹo. Khổ, ai, Ai nói anh phì đây sợ ma, anh phì chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Phì miêu ho khan hai tiếng, vẻ mặt đầy lúng túng nói. Trên thực tế, trong lòng cậu ta đặc biệt sợ hãi. Những lời nói trước đó chỉ là do cậu giả vờ mà thôi. Giờ phút này biết mình đang ở trong nhà xác, đương nhiên không thể giả bộ được nữa. Được rồi, cậu nhìn bộ dạng của mình kia, sắc mặt tái nhợt còn hơn cả thi thể nữa, còn nói cậu không sợ gì chứ hắc la cùng tôi đều không sợ, cậu run rẩy cái gì chứ? Hồng khổng tước liếc nhìn phì miêu một cái, diếu cợt hỏi. Tôi, tôi lạnh thôi, nhiệt độ trong này thật sự quá thấp, tôi sợ nhất là lạnh, chúng ta mau đi ra ngoài đi. Phì miêu vội vàng ôm cánh tay, giả bộ sợ lạnh để che giấu đi nội tâm sợ hãi của mình. Thấy vậy, hồng khổng tước và hắc la cũng lắc đầu cười một tiếng. Ừ, chỗ này không thích hợp ở lâu, đừng quấy dày những vong linh này yên nghỉ, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Diệp Thu khoát tay ra hiệu, sau đó dẫn đầu bước ra khỏi nhà xác. Đúng, 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 anh Diệp nói đúng, chúng ta đi nhanh thôi. Phì Miêu vội vàng đi theo. Ba người bạo Long cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, ngay lúc nhóm người bọn họ sắp đi đến cửa nhà xác. Chợt nghe thấy tiếng, loảng xoảng thật lớn vang lên. Cửa nhà xác lại bị người bên ngoài đột nhiên đóng lại. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa hơn nữa cánh cửa của nhà xác này chỉ có thể khóa từ bên ngoài nên cũng chỉ có thể ở bên ngoài mở ra cho nên dù ở trong này có chìa khóa cũng vô dụng chuyện này làm cho sắc mặt của bốn người bạo long lập tức thay đổi diệp thu cũng nhíu mày lại mà ngay lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói vô cùng thản nhiên của lý quang ha 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 cái đồ không biết sống chết các cô cậu không phải thích ở bên trong đó sao cứ ở bên trong đợi đi ông đây sẽ giúp các người hạ nhiệt mát mẻ. Theo sau đó là giọng nói của Lý Quang vang lên, chương 307, vua mạnh miệng. Mẹ kiếp, lại là tên khốn này, vừa rồi tôi mới tỉnh lại, thiếu chút nữa đã quên mất anh ta rồi. Phi Miêu vừa nghe thấy giọng nói của Lý Quang, lập tức nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi bị Diệp Thu đánh ngất đi. Chỉ là sau khi ngủ lâu như vậy, cậu cũng đã tỉnh táo lại, không còn nóng nảy bốc đồng như trước nữa. Chuyện đoàn văn, đội trưởng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây không không tước cau mày lại nhìn bạo long hiểu bạo long không nói gì cả bước tới trước cửa cẩn thận xem xét cửa của nhà xác này sau đó nhìn về phía mọi người lắc đầu nói cửa này căn bản không thể mở ra từ bên trong khóa ở phía bên ngoài có thể dùng sức phá cửa được không vì miêu nghi ngờ nói gần như là không thể nào lúc mới bước vào tôi đã chú ý đến độ dày của cánh cửa nhà xác này nó rộng khoảng chừng một gang tay hơn nữa còn được làm bằng thép nguyên chất em có biết điều này có nghĩa là gì không đạn cũng chưa chắc có thể xuyên qua được nếu chúng ta muốn dùng sức lực phá cánh cửa này từ bên trong hoàn toàn không có khả năng bạo long lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nói gì cơ sắc mặt phì miêu thay đổi ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắc la hỏi em gái hắc la em có biện pháp gì không cánh cửa này là khóa bằng tay không phải khóa điện tử nếu là khóa điện tử em có thể tìm cách để mở nhưng còn khóa bằng tay hơn nữa lại ở bên ngoài nữa em không có biện pháp nào cả hắc la lắc đầu mặt đầy bất đắc dĩ nói mặc dù cô ta là một hacker đặc biệt lợi hại ở trong thế giới mạng không gì là không thể cũng tinh thông nhiều loại sản phẩm điện tử nhưng hiện tại trong tình huống này cô ta thật sự không có biện pháp nào cả trong lúc nhất thời bốn thành viên của tiểu đội thiên võng đều không có kế hoạch nào khả thi cả mà giờ phút này, nhiệt độ trong nhà xác càng ngày càng thấp. Thậm chí bọn họ đã có thể cảm nhận được cái lạnh rõ ràng. Không được, chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài càng sớm càng tốt thôi. Dựa theo tốc độ giảm của nhiệt độ thế này, e rằng trong vòng 10 phút nữa, nhà xác này sẽ hoàn toàn trở thành một hầm băng. Lúc đó, chúng ta sẽ bị chết rét mất. Bạo Long cau mày, sắc mặt nghiêm trọng nói. Ngay sau đó, anh ta vội vàng tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm xem có đường ống thông gió hay ống thoát nước nào trong nhà xác hay không. Nếu có cũng miễn cưỡng xem như là có lối thoát. Nhưng mà, sau khi tìm đủ cách, anh ta lại phát hiện không có gì cả. Nhà xác này hoàn toàn được bịt kín, điều này làm cho khuôn mặt của Bạo Long nhất thời càng trở nên khó coi. Thật lòng mà nói, kể cả những năm còn làm một người lính thi hành nhiệm vụ, anh ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó khăn tuyệt vọng như thế vậy mà hôm nay lại gặp được ở trong nơi xó xỉnh của bệnh viện này. Hơn nữa còn bị một đội trưởng đội bảo vệ ở đây nhốt lại. Chuyện này thật đúng là thuyền nhỏ lật trong mương mà. Làm thế nào đây, làm thế nào đây, anh Phi còn chưa yêu đương đâu, cũng không muốn bị chết cóng ở chỗ này. Phi miêu sốt ruột đi qua đi lại, giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Khổng Tước và Hắc La cũng hơi tái nhợt. Trừ Bạo Long có phẩm chất tâm lý vững vàng, còn có thể duy trì được bình tĩnh. Ba người kia về cơ bản đã mất hết hồn vía, mà ở đây, phải nói người bình tĩnh nhất, dĩ nhiên là Diệp Thu. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như cũ, không hề có một chút bối rối nào cả. Nhìn bốn người bọn họ gấp gáp đi lại, Diệp Thu mỉm cười lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị định mở miệng, thì ngay lúc này, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên âm thanh đầy phách lối của Lý Quang truyền vào, ha 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 ở trong đó các người đã cảm nhận được cái rét rồi phải không yên tâm đi các người sẽ lập tức còn lạnh hơn nữa chờ bị đông lại thành kem que đi đặc biệt lại dám đánh ông đây đây chính là kết cục của các người nghe thấy lời này phi miêu cùng hồng khổng tước nhất thời nổi điên hai người trực tiếp phò tới trước cửa tên kia có bản lĩnh thì mở cửa ra cho tôi nhìn anh phì tôi chặt đứt chân chó của anh phì miêu thô bạo đập cửa rầm rầm hai cái giận dữ hét lên ôi chao tên mập chết bầm cậu tỉnh rồi sao muốn tôi mở cửa ra cho phải không được rồi bây giờ quỳ xuống đây gọi ông nội rồi cầu xin tôi đi lý quang ngạo nghễ nói cầu xin cái đầu anh tên khốn kia cứ chờ đấy cho anh phì chờ tôi đi ra ngoài tôi nhất định phải chặt đứt ba cái chân của anh phì miêu tức giận mắng nào nào tới đây ông đây ở bên ngoài chờ cậu chỉ sợ rằng chưa đến lúc đó cậu đã bị chết cóng rồi thôi. Ha ha ha, Lý Quang không chút e rè ẩm ý lên. Thật là một tên khốn. Phì miêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng sắp bốc khói. Này, thương lượng một chút đi, anh mở cửa ra cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ không tính toán chuyện cũ nữa đâu, được chứ? Hồng khổng tước dùng sức vỗ cửa nhà xác hai lần, vận dùng hết toàn bộ sức lực, định thương lượng. Ôi, người đẹp, đối với yêu cầu của cô, Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn, chỉ cần cô hứa cùng tôi đi đến khách sạn Hải Bì một đêm, phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ cho các người ra ngoài, thế nào?" Lý Quang cười dâm đãng nói. "Anh nằm mơ." Trong mắt Hồng Khổng tước lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trên mặt hiện đầy vẻ chán ghét. "Không muốn đúng không? Đã như vậy, các người chuẩn bị đông cứng lại thành sủi cảo đông lạnh đi. Một lũ không biết sống chết, lại dám trêu chọc tôi cơ đấy. Đi chết đi cho ông đây xem." ngay cả ông trời cũng không thể tới cứu các người được đâu. Lý Quang vô cùng phách lối nói. Ngay lập tức, ngoài cửa không hề có một tiếng động nào cả. Điều này làm cho sắc mặt của phì miêu cùng hồng khổng tước đều trắng bệch giống hệt nhau. Ôi chao, chị khổng tước à, chị có thể giả vờ đồng ý với anh ta trước mà. Đợi đến khi ra được bên ngoài, chúng ta sẽ kịp thời chừng chị anh ta sau, cũng không thật sự để chị phải vào khách sạn qua đêm với anh ta đâu mặt phi miêu đầy bất đắc dĩ nhìn hồng khổng tước nói vậy cũng không được nếu đáp ứng thì cậu cứ đáp ứng đi tôi vừa nghĩ đã cảm thấy mắc ói rồi chứ đừng nói đến việc đáp ứng anh ta tôi thà chết chứ không đồng ý hồng khổng tước hết sức chán ghét nói ôi chị nha chị nha hoàn toàn chính là liều chết cũng muốn giữ sĩ diện điển hình cho loại người cố chấp bảo thủ phi miêu thở dài một hơi hận sắt không thành thép nói cậu nói ai cố chấp bảo thủ hồng khổng tước trợn mắt nhìn phì mưu lạnh lùng nói cùng lúc đó hai bàn tay của cô ta đã siết chặt lại thấy vậy phì mưu lập tức kinh hãi vội vàng nói là tôi cố chấp bảo thủ tôi cố chấp bảo thủ được chưa hừ còn biết điều đấy chuyện chị đây muốn làm cậu không cần nói tôi cũng sẽ làm còn chuyện tôi không muốn làm ấy à dù ai ép tôi cũng sẽ trở mặt với người đó hồng khổng tước hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói phải phải phải, là chị lợi hại, tôi không thể chọc nổi chị, tôi còn không dám trốn nữa cơ mà. Phì Miêu cực kỳ bất lực nhún vai, sau đó lộ vẻ hậm hực đi qua một bên. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Thu cũng lắc đầu cười một tiếng. Anh phát hiện Phì Miêu này thật sự thú vị, bình thường mồm mép còn ba hoa tùy tiện, nhưng một khi người khác vừa tức giận, cậu sẽ lập tức sợ hãi ngay. Chương 308, anh xem mình là người xanh khổng lồ đấy à? Không tước không được vô lễ bạo long vội chừng mắt nhìn hồng khổng tước mắng vốn dĩ chính là vậy mà anh ta là người chỉ huy cục trưởng triệu yêu cầu chúng ta phải nghe lời anh ta nhưng bây giờ chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây mắt thấy tính mạng sắp gặp nguy hiểm nhưng anh ta không hề nói một lời nào cả ngay cả biện pháp cũng không nghĩ được gì chỉ biết cười thôi thật là quá đáng hồng khổng tước bĩu môi mặt đầy nhăn nhó nói nghe vậy bạo long cũng nhíu mày lại ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thu hỏi, Diệp Thu, chuyện đã đến nước này, anh có cách nào đưa chúng ta ra ngoài được không? Có chứ. Diệp Thu cười gật đầu. Có sao? Cả bốn người của tiểu đội thiên võng đều sửng sốt. Sao anh không nói sớm hơn một chút? Không phải muốn nhìn chúng tôi chết cóng đấy chứ? Hồng không tước nước Diệp Thu một cái, không vui nói. Đúng là anh Diệp của em, nếu anh có biện pháp thì mau nói ra đi. Phì Miêu cũng có chút không nói nên lời. Không ai trong số các người hỏi tôi mà. Diệp Thu nhún vai, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nghe thấy vậy, cả bốn người trong tiểu đội thiên võng đều sửng sốt cả. Quả thật, vừa rồi bọn họ chỉ hỏi nhau xem có biện pháp nào tốt không, nhưng lại không hề nhớ tới Diệp Thu. Cũng không cho Diệp Thu cơ hội nói chuyện. Điều này cũng không thể trách Diệp Thu được. Được rồi, được rồi, là lỗi của chúng tôi, rốt cuộc anh có biện pháp gì vậy, mau nói đi tôi cũng sắp chết cóng rồi Phì miêu nhìn diệp thu cơ thể run rẩy vội vàng hỏi vừa dứt lời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía diệp thu mong chờ diệp thu đưa ra một biện pháp nào đó biện pháp của tôi rất đơn giản khóe miệng diệp thu hơi cong lên nghiêm chỉnh nói tôi đá văng cửa thế không phải chúng ta có thể đi ra ngoài rồi sao nghe thấy vậy cả bốn người trong tiểu đội thiên võng ngẩn người mặt đều có chút ngốc nghếch Ô oh my god, đừng náo loạn nữa đại ca, đây là cánh cửa bằng thép nguyên chất dày một gang tay đấy. Anh có thể đá bay nó được sao? Anh xem mình là người khổng lồ xanh đấy à? Phi Miu gần như cạn lời. Diệp Thu, tôi thật sự không biết anh nghĩ gì nữa, đây là cửa thép chứ không phải cửa gỗ, tôi thấy anh đang thật sự muốn đùa giỡn với chúng tôi đúng không? Còn bảo đá văng cửa nữa chứ, sao anh không lên trời luôn đi? Hồng khổng tước nước nhìn Diệp Thu một cái, mặt đầy khinh bỉ nói anh Diệp, lần này đúng là hơi khoa trương rồi, cửa sắt dày như vậy, trừ khi dùng thuốc nổ cho nổ tung, chứ nếu chỉ dựa vào sức người thì căn bản không thể nào đá văng được đâu. Bạo Long cũng lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói. Anh Diệp Thu, nếu anh còn mạnh miệng nói nữa thì mũi sẽ dài ra đấy. Hắc la chề cái miệng nhỏ nhắn ra, nói. Cho dù cô ta có vô cùng sùng bái Diệp Thu đến mấy thì giờ lúc này cô ta cũng không thể tin nổi lời nói của Diệp Thu dù sao đây cũng chính là thế giới thực mọi thứ phải khoa học cho dù diệp thu có thể đánh bại bạo long cho dù diệp thu có mạnh đến cỡ nào đi nữa nhưng trước một cánh cửa thép dày như vậy vẫn hoàn toàn không đủ dùng xem ra các người không tin tôi khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ bông đùa nói không phải chúng tôi không tin anh mà là những gì anh nói lần này thật sự quá sức tưởng tượng rồi trên thực tế căn bản không thể nào làm được hồng khổng tước nước nhìn diệp thu không vui nói vậy thì tôi cũng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho cô thấy thôi diệp thu nhún vai mặt đầy bất đắc dĩ nói ngay sau đó anh trực tiếp bước tới trước cửa nhà xác vừa định nhấc chân đá về phía cửa này 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 tên nhóc kia cậu muốn làm gì mà ngay lúc này trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của lý quang diệp thu ngẩng đầu nhìn lên ngay phía trên cánh cửa có một camera giám sát mà giọng nói của Lý Quang lại phát ra từ camera giám sát này. Chắc hẳn giờ phút này Lý Quang cũng đang theo dõi Diệp Thu qua camera giám sát. Đạp cửa. Diệp Thu thản nhiên nói. Đạp cửa. Đầu tiên Lý Quang hoàn toàn sửng sốt, ngay sau đó chợt phá lên cười một cách diễu cợt. Ha ha ha, nhóc con, cậu đúng là có thể kể chuyện cười đấy, còn con mẹ nó đạp cửa nữa à? Nếu cậu có khả năng đó, sao không lên trời luôn đi? Đến đây, đến đây nào, cứ đá mạnh vào, dùng sức mà đạp, ngàn vạn lần đừng khách sáo, nếu hôm nay cậu có thể đá văng cửa, vậy thì tôi cũng có thể ăn tươi nuốt sống cánh cửa này cho cậu thấy đấy. Thật là ngu xuẩn mà. Vậy anh cứ chuẩn bị một bộ răng thật tốt đi. Khóe miệng Diệp Thu cong lên, nghịch ngợm nói. Sứt lời. Diệp Thu không nói nhảm nữa, trực tiếp lùi về sau hai bước, chân phải dùng hết sức đạp mạnh về phía cánh cửa thép dày. Thấy cảnh tượng này, phì miêu lắc đầu, vẻ mặt không tin nói nếu Diệp Thu có thể đá văng cánh cửa này thì để tôi quỳ tại chỗ gọi anh ta là ba cũng được. tuy nhiên Phi Miêu vừa dứt lời chỉ nghe ầm một tiếng vang lên chân phải Diệp Thu đá thật mạnh vào cánh cửa thép vừa nặng vừa dày kia ngay sau đó mọi người liền thấy cánh cửa thép dày bằng một gan tay kia sau khi rung lắc hai cái trực tiếp văng ra ngoài oanh kèm theo đó là một tiếng vang thật lớn cánh cửa thép vừa dày vừa nặng kia rơi xuống đất, làm cho sàn nhà ở phía ngoài cũng bị vỡ nát. Mà bốn thành viên của tiểu đội thiên võng ở bên trong nhà xác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đều sợ ngây người, còn người suýt chút nữa rơi ra tại chỗ. Vào giờ khắc này, biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ đều trở nên đần độn. Trời đất quỷ thần ơi, đây có còn là con người không? Cửa thép dày như vậy, nặng như vậy. Mà chỉ với một cú đá, đã bị anh trực tiếp đạp ngã ngay cả phim điện ảnh cũng không dám làm lố như thế đâu thế này là quá mạnh rồi nếu như một cú đá này nện vào người vậy thì cảm giác sẽ thế nào chứ chắc chắn sẽ bị đạp chết ngay tại chỗ nghĩ đến đây bốn người bọn họ đều bất giác hít vào một hơi khí lạnh ánh mắt nhìn về phía diệp thu trông như nhìn thấy yêu quái vậy nhất là hồng khổng tước cùng phì miêu vừa mới chế nhạo diệp thu xong giờ phút này lập tức nuốt nước bọt xuống bây giờ cuối cùng bọn họ mới biết đối với diệp thu đã không thể đối đãi với anh như một người bình thường nữa rồi một người bình thường mà lại có thể một đạp đổ một cánh cửa thép dày như vậy sao đương nhiên là không thể nào chuyện này không phải vừa rồi tôi đã nhìn nhầm đấy chứ cái cổ phì miêu cứng ngắc quay đầu lại nhìn ba người kia nuốt khan một cái mặt đầy khiếp sợ hỏi cậu không có nhìn lầm chúng tôi đều thấy được bạo long lắc đầu vẻ mặt cũng tràn đầy khiếp sợ nói Bây giờ anh ta mới biết, lúc trước khi anh ta đánh nhau cùng, Diệp Thu đã tương đối nhẹ tay rồi. Nếu không thì với sức mạnh của Diệp Thu, chỉ cần một cú đá tới, anh ta đoán chắc mình sẽ phải chết ngay tại chỗ mất. Quá đáng sợ. Chuyện này thực sự khủng khiếp. Anh ta, anh ta có còn là người không? Hồng Không Tước nhìn Diệp Thu, lẩm bẩm không dám tin là sự thật. Quả nhiên anh Diệp Thu không hổ danh là thần tượng của em, thật quá tuyệt vời chương 309, tôi có Vịnh Xuân Quyền. Bốn thành viên của tiểu đội thiên võng nghe xong đều sửng sốt, sau đó vội vàng đi theo. Sau khi Diệp Thu đi ra khỏi nhà xác, anh cũng không đi nơi nào khác cả, mà đi thẳng đến phòng trực cách vách. Cùng lúc đó, bên trong phòng trực, Lý Quang đang ngồi trước màn hình máy tính phụ trách việc theo dõi camera giám sát. Mà trên gương mặt anh ta đầy vẻ khiếp sợ, cả người gần như bị tê liệt. Hiển nhiên vừa rồi, cảnh tượng Diệp Thu đá văng cửa thép, anh ta cũng đã nhìn thấy toàn bộ thông qua camera giám sát. Thiếu chút nữa đã dọa cho tim anh ta vỡ ra tại chỗ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này qua camera giám sát, dù có nói gì anh ta cũng không bao giờ tin trên đời lại có một người kinh khủng như vậy cả. Ừm, uhm, mà ngay tại lúc này, đột nhiên có một tiếng động thật lớn. Cửa phòng trực đã bị người ở ngoài đá văng. Chuyện này làm cho Lý Quang sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn một cái lý quang thiếu chút nữa sợ đến nỗi tè ra quần bởi vì người vào đây chính là diệp thu mới vừa từ trong nhà xác đi ra cậu cậu rốt cuộc là người nào lý quang nhìn diệp thu mặt đầy hoảng sợ hỏi bây giờ anh ta không hề dám có một chút ý nghĩ muốn chống đối nào cả đua gì vậy diệp thu một cước cũng có thể đá văng cánh cửa thép nếu cái chân này đá vào cơ thể nhỏ bé của anh ta vậy thì không phải anh ta sẽ chết tại chỗ sao? Không muốn sống khỏe mạnh à? Sao lại cứ muốn tìm chỗ chết thế này? Diệp Thu cười lạnh nói. Ngay sau đó, anh trực tiếp đi về phía Lý Quang. Cậu, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, cậu của tôi là giám đốc bệnh viện này. Hơn nữa vừa rồi tôi đã gọi điện nhờ ông ấy đến đây giúp đỡ rồi. Ông ấy sẽ lập tức mang cảnh sát đến, nếu anh dám động thủ, vậy thì cứ đợi ở tù dục xương đi. Lý Quang cũng bị dọa sợ, trợn mắt nhìn Diệp Thu, ra vẻ hét lên. Ồ, phải không? Khóe miệng Diệp Thu nở một nụ cười lạnh, vẫn không giảm nhịp bước, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Quang. Cậu, cậu đừng ép tôi, tôi có võ đấy nhé. Sắc mặt Lý Quang lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp bật dậy khỏi ghế, hai tay để trước ngực, bắt trước tư thế của Vịnh Xuân Quyền, mạnh miệng nói, Vịnh Xuân, Lý Quang. Bốp, diệp thu thẳng tay tát anh một cái lý quang bị quật ngã xuống đất trong nháy mắt trên mặt lý quang liền xuất hiện dấu vết một bàn tay đỏ như máu a à, hai tay lý quang che mặt lại đau đớn lăn lộn trên mặt đất gào khóc thảm thiết anh như vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình biết võ công sao đừng làm nhục vịnh xuân quyền của người khác diệp thu liếc mắt nhìn lý quảng mặt đầy khinh thường nói nói xong anh đá mạnh lý quang vài cái nữa Đừng đánh, tôi sai rồi, tôi không biết gì cả, xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Lý Quang ôm đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh ta chỉ là vừa mới xem qua bộ phim Diệp Vấn 4 nên bắt trước vài động tác mà thôi. Thế nên anh ta mới đi khắp nơi đồn thổi mình có vịnh Xuân Quyền. Thật ra thì anh ta chẳng biết gì cả. Không đánh anh cũng được thôi, vậy thì mời anh đến nhà xác ngồi một lát. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trên mặt mang theo vẻ bông đùa nói. Hả? Sắc mặt của Lý Quang thay đổi ngay tại chỗ. Diệp Thu căn bản không muốn nói nhảm nhiều với anh ta như vậy, một tay túm lấy cổ Lý Quang, giống như gà con vậy, đem anh ta từ dưới đất sách lên, xoay người bước ra khỏi phòng trực. Bốn người bên Bạo Long đã đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn Lý Quang bị Diệp Thu nắm trên tay, đều sửng sốt cả. Anh Diệp, anh đây là... Bạo Long vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nhiệt độ trong nhà xác thế nào? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. Lúc chúng ta đi ra gần như gần đến không độ, nhưng mà bởi vì vừa rồi anh mới đá văng cánh cửa cho nên nhiệt độ bây giờ tạm thời không thể hạ xuống được. Bạo Long nói, thế là đủ rồi. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, túm lấy Lý Quang trực tiếp đi thẳng vào nhà xác. Thấy vậy, lúc này bốn người bên Bạo Long xem như đã hiểu. Hóa ra Diệp Thu định làm theo cách lúc nãy của anh ta, trả hỏa vào thân. Một chiêu này, không thể không nói. Đủ tàn nhẫn, đủ sảng khoái trong chốc lát trên khuôn mặt của cả bốn người họ đều tràn ngập nụ cười bước tới cửa nhà xác diệp thu ném mạnh lý quang xuống đất lạnh lùng nói cởi hết quần áo ra bước vào góc trong cùng của nhà xác hai giờ đồng hồ không có sự cho phép của tôi anh không được phép đi ra ngoài nếu không tôi sẽ làm cắt đứt chân của anh nghe rõ chưa tôi tôi có thể không vào được không ở trong đó quá lạnh hơn nữa đều là xác chết tôi sợ lý quang run lẩy bẩy nói không thể hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn một là tự cởi quần áo rồi đi vào hai là tôi cắt đứt chân tay của anh rồi ném vào tự anh lựa chọn diệp thu lắc đầu lạnh lùng nói nghe thấy những lời này sắc mặt của lý quang sợ hãi biến đổi vội vàng nói tôi tôi chọn cái một vậy thì bắt đầu cởi ra đi diệp thu lạnh giọng nói tôi tôi cởi lý quang không cam lòng gật đầu một cái anh ta chỉ có thể bắt đầu cởi quần áo vừa cởi trong lòng vừa hung ác nói thứ không biết sống chết ông đây chịu đựng mày trước để cho mày đắc ý một lúc đợi lát nữa cậu tao mang cảnh sát tới mày chờ chết đi rất nhanh lý quang đã cởi bỏ hết quần áo bên ngoài chỉ để lại một chiếc quần cụt vào đi diệp thu vươn tay về phía cửa nhà xác lạnh lùng nói lý quang cắn răng chỉ có thể nhắm mắt gắn chịu giá rét bước vào trong nhà xác tuy nhiên anh ta mới vừa chưa đi được vào trong mấy bước ngay tại lúc này bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân rồn rập lý quang mày ở đâu rồi mau ra đây cho ông cùng lúc đó một giọng nói lớn vang lên trong hành lang vừa nghe thấy giọng nói này người vốn dĩ đang đi vào nhà xác lý quang trên mặt lập tức tràn đầy kích động vui mừng bởi vì đây là giọng của cậu anh ta. Trong nháy mắt, Lý Quang không thèm quan tâm đến những thứ khác nữa, trực tiếp xoay người lao ra khỏi nhà xác. Ngay sau đó anh ta liền nhìn thấy, ở hành lang cách đó không xa, cậu của anh ta, Triệu Hữu Lượng đang sải bước về phía bên này. Mà ở sau lưng còn có một đoàn cảnh sát. Thấy vậy, Lý Quang giống như nhìn thấy cứu binh vậy, nhất thời kích động, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu cùng bốn người Bạo Long mặt đầy phách lối nói, bọn mày xong rồi. Thấy không, cậu của tao tới rồi, còn mang theo nhiều cảnh sát đến đây, lần này, tao xem bọn mày chạy đi đâu. Tất cả chúng mày chết chắc rồi, chờ ngồi tù rục xương đi. Nhưng mà, đối với lời của Lý Quang, Diệp Thu cùng bốn người bạo long không nói lời nào cả, cứ đứng tại chỗ như vậy, mặt đầy vẻ bông đùa nhìn anh ta. Lý Quang còn tưởng rằng Diệp Thu cùng đám người kia bị cảnh tượng này làm cho sợ đến choáng váng rồi, Nhất thời đắc ý tới cực điểm. Ngay sau đó anh ta vội vàng nghênh đón ông cậu triệu hữu lượng của mình, mặt đầy hủy khuất nói Cậu ơi, cậu nhìn xem, những người này thật sự quá vô kỷ luật, nếu cậu còn không đến thì cháu coi như. Tuy nhiên, lời của Lý Quang còn chưa dứt hết. Bốp, triệu hữu lượng tát mạnh vào mặt của Lý Quang. Điều này làm cho Lý Quang hoàn toàn mơ màng tại chỗ. Còn chưa đợi Lý Quang kịp phản ứng. Chương 310, nguyện lòng trung thành nghe thấy lời này. Lý Quang giữ tợn liếc nhìn người đàn ông trung niên đang mặc Âu phục kia, hết sức phách lối nói, ông là ai chứ, ông nói cái gì là cái đó sao? Có tin tôi đây đánh sưng cái miệng của ông không? Nhưng mà, lời Lý Quang vừa nói ra, làm cho Triệu Hữu Lượng sợ tới mức xanh cả mặt, không nhiều lời, vội giơ chân lên đạp mạnh về phía Lý Quang. Vừa đá vừa chửi, thằng khốn nạn này mày không muốn sống nữa thì đừng liên lụy đến ông đây rốt cuộc có phải mày không có đầu óc không hả mẹ kiếp nói xong triệu hiếu lượng vội vàng nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc âu phục kia mặt đầy ái náy cung kính nói cục trưởng triệu thật sự xin lỗi cháu trai tôi là kẻ lỗ mãng không có đầu óc xin anh đừng nghe lời cậu ta nói rõ ràng người đàn ông trung niên trong bộ âu phục này không phải ai khác mà chính là cục trưởng của cục cảnh sát thành phố triệu khôn sơn sau khi Triệu Hiếu Lượng nhận được điện thoại cầu cứu của Lý Quang, ông ta đã lập tức liên lạc với Cục Cảnh sát Thành phố, báo cáo chuyện đã xảy ra trong nhà xác. Dù sao Cục Cảnh sát Thành phố có 8 thi thể quan trọng của nạn nhân được cất giữ trong nhà xác. Về phương diện này, Triệu Hiếu Lượng không dám sơ suất. Mà khi Triệu Hiếu Lượng nói tình huống với Triệu Khôn Sơn, Triệu Khôn Sơn liền biết nhất định là đám người Diệp Thu đã xảy ra chuyện. Vì vậy ông ta không nhiều lời, lập tức mang cảnh sát cùng triệu hữu lượng chạy tới cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi lý quang nằm trên mặt đất vừa nghe cậu mình gọi cục trưởng triệu triệu khôn sơn anh ta suýt chút nữa đã hôn mê ngay tại chỗ nhất là anh vừa nghĩ tới những lời mình nói với triệu khôn sơn anh ta lập tức muốn khóc lên tôi thấy cậu ta không phải không có đầu cs mà là đã quen ngang ngược rồi mới đúng triệu khôn sơn cười lạnh nói điều này càng khiến triệu hữu lượng thêm sợ hãi, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau đó ông ta trực tiếp xoay người lại, đá mạnh về phía Lý Quang, nổi giận mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giả chết hả, mau đến xin lỗi cục trưởng triệu đi. À, vâng, vâng, vâng. Lý Quang nhanh chóng bỏ dậy từ dưới đất, quỳ xuống trước mặt triệu khôn sơn, dập đầu xin tha thứ. Không cần, chuyện này, tí nữa nói sau. Nhưng mà, triệu khôn sơn hoàn toàn không cho anh ta cơ hội này khoát tay một cái trực tiếp đi về phía diệp thu cục trưởng triệu ông đến rồi diệp thu thấy vậy mỉm cười nói diệp tiên sinh thật ngại quá vừa trong cục có chút chuyện gấp điện thoại của tôi vẫn ngắt kết nối nên không nhận được cuộc gọi từ cậu triệu khôn sơn nhìn diệp thu mặt đầy áy náy nói không sao đâu diệp thu mỉm cười xua tay về chuyện này anh cũng không có để bụng làm gì dù thế nào cũng không thể vẹn toàn mọi thứ được triệu khôn sơn là một cục trưởng chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm hơn nữa sau khi triệu khôn sơn biết được tình huống đó lập tức dẫn người chạy tới mà chỉ điểm này thôi đã thấy triệu khôn sơn làm rất tốt rồi mọi người không sao chứ triệu khôn sơn nhìn diệp thu cùng bốn người bạo long quan tâm hỏi không sao cả cục trưởng triệu những người này không thể làm tổn thương đến chúng tôi đâu Bạo Long lắc đầu cười nói. Vậy thì tốt. Triệu Khôn Sơn yên tâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thu hỏi, đã thấy thi thể rồi sao? Vâng, tuy nhiên cũng không có được tin tức hữu ích gì, trước mắt về cơ bản cũng giống như những gì cảnh sát có được vậy. Cho nên tôi phải tự mình đến hiện trường vụ vứt xét để xem thử mới được. Diệp Thu cau mày nói. Thế à, vậy được rồi. Triệu Khôn Sơn hơi trầm ngâm gật đầu, ngay sau đó nói ngày mai tôi sẽ thu xếp để hàn tiêu tiêu mang các cô cậu đến đó dù sao cậu với cô nhóc tiêu tiêu kia cũng quen biết sắc mặt của diệp thu đột ngột biến đổi theo bản năng phản đối có thể đổi người khác được không hử triệu khôn sơn hơi sừng sốt sau đó cười nói diệp tiên sinh cậu lo cô nhóc tiêu tiêu kia sẽ không hợp tác với cậu đúng không đừng lo lắng lần này cô ấy nhất định sẽ phối hợp thật tốt với cậu nếu cô ấy dám không nghe lời cậu cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ lập tức chỉnh đối ngay. À, được rồi, vậy thì làm phiền cục trưởng triệu. Diệp Thu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đều là chuyện nhỏ thôi. Triệu Khôn Sơn xua tay. Ngay sau đó, ông ta nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Diệp Thu cùng bốn người Bạo Long nói, cũng đã muộn rồi, Diệp Tiên Sinh, Bạo Long, các cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, lấy sức để ngày mai đến điều tra hiện trường. Ở chỗ này giao cho tôi xử lý, các cậu yên tâm, những người này, tôi tuyệt đối sẽ trừng trị nghiêm khắc. Được, vậy chúng tôi rút lui trước. Diệp Thu gật đầu, không khách sáo, trực tiếp đi về phía thang máy. Bốn người bên bạo long theo sát phía sau. Khi đi ngang qua Lý Quang, Diệp Thu cúi đầu nhìn Lý Quang. Mà Lý Quang cũng vừa vặn nhìn về phía Diệp Thu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuy nhiên, chỉ là trong nháy mắt. Lý Quang vội vàng cúi đầu thấp xuống, hoàn toàn sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu. Cho dù bây giờ anh ta có ngốc đến mấy, cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết vậy, anh ta nên liên lạc với cậu của mình trước thì cũng không đến nổi phải chịu tội như thế này. Bây giờ thì hay rồi, không nói đến chuyện bị đánh, nói không chừng còn phải ngồi xổm trong trại giam vài ngày nữa chứ. Mỗi chuyện cản trở thi hành công vụ đã quá đủ với anh ta rồi cuống chi anh ta còn mới vừa la hét với triệu khôn sơn cuối cùng bây giờ anh ta sẽ thế nào đây nghĩ đến đây ruột gan của lý quang đều cảm thấy ăn năn nằm im trên mặt đất không dám nhúc nhích giống như một quả cà bị phủ xương muối vậy thấy vậy diệp thu lắc đầu cười không có chút thương hại nào người giống như lý quảng hoàn toàn chính là tự làm tự chịu không thể trách người khác được chấm 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 cứ vậy đi thẳng ra ngoài bệnh viện Diệp Thu quay đầu nhìn về phía bốn người Bạo Long, cười nói: "Tạm biệt mọi người ở đây nhé, ngày mai gặp lại. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong khoảng thời gian tới." Nói xong, Diệp Thu định xoay người rời đi. "Anh Diệp, xin dừng bước." Đúng lúc này, cả bốn người của Bạo Long đều đuổi theo anh. "Còn có việc sao?" Diệp Thu cười hỏi. "Anh Diệp, chuyện xảy ra hôm nay, mong anh không nên để trong lòng. Bây giờ tôi đối với anh chỉ có một chữ phục mà thôi. Bạo Long tôi cả đời này chưa từng phục ai cả, anh tuyệt đối là người đầu tiên. Bạo Long nhìn Diệp Thu, mặt đầy tôn trọng nói. Hiển nhiên, giờ phút này, anh ta đã hoàn toàn bị sức mạnh vô song của Diệp Thu chinh phục. Còn có tôi nữa, anh Diệp, trước đây tôi ăn nói khó nghe, sau này tôi nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Anh muốn tôi đi đông, tôi chắc chắn sẽ không đi tây. Phì miêu gái tay sau ót, hơi ngượng ngùng nói anh Diệp, cảm ơn anh đã ra tay cứu chúng tôi. Nếu không phải có anh, có lẽ chúng tôi đã đông cứng thành kem que rồi. Phần ân tình này, Hồng Khổng Tước tôi phục anh. Hồng Khổng Tước cũng nhìn Diệp Thu, mặt đầy chân thành nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 311, anh thật sự rất cảm động. Dù thế nào bốn người trong tiểu đội thiên võng cũng đều là những người tinh nhuệ trong ngành nghề của mình, con cưng của trời tính tình kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. Rất khó để bọn họ thật lòng bội phục một ai đó. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, bọn họ đã bị thực lực cùng nhân cách của Diệp Thu thuyết phục. Từ nay về sau, bọn họ nguyện ý đi theo Diệp Thu, trợ giúp Diệp Thu, cam tâm tình nguyện nghe theo lời của Diệp Thu. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy kính nể của bốn người kia. Diệp Thu cũng có phần không quen lắm, xua tay, cười nói, không sao đâu, sau này mọi người đều là đồng nghiệp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bốn người của tiểu đội Thiên Võng đều gật đầu, cười đáp. Đến khi Diệp Thu trở về nhà, đã hơn 10 giờ tối. Còn tưởng rằng lúc này Lâm Thanh Nhã đã ngủ rồi, nhưng sau khi Diệp Thu vào cửa, anh lại phát hiện Lâm Thanh Nhã vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi trên sofa xem TV. Có lẽ là vừa mới tắm xong, lâm thanh nhã chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai giây bằng lụa màu đen hơn nữa còn đặc biệt mỏng loại cực kỳ tiết kiệm vải để lộ ra phần lớn da thịt nhẵn mịn trắng muốt đôi chân xinh đẹp thon thả thẳng tắp đó hoàn toàn lộ ra ngoài không khí những đường cong trên cơ thể gợi cảm không thể lẫn vào đâu được làm cho mọi người chỉ cần nhìn thấy sẽ không thể rời mắt đi được nghe thấy tiếng mở cửa lâm thanh nhã quay đầu lại lạnh lùng liếc diệp thu một cái Điều này khiến trong lòng Diệp Thu nhất thời hơi lột bộp, vội vàng cười xòa tiến đến nghênh đón, mặt đầy vẻ lấy lòng nói, vợ à, em còn chưa ngủ sao? Trễ như vậy mới về, đi đâu đấy? Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh nhã lạnh lùng hỏi. Có hai người bạn ở quê lên thăm anh, hẹn gặp nhau rồi cùng ăn cơm, cho nên mới về trễ một tí. Con người của Diệp Thu vòng vo chuyển động, vội vàng ra một lý do, giải thích. Ồ, phải không? lâm thanh nhã hít mắt suy tư một chút sau đó cười lạnh hỏi sao anh không mang bọn họ vào nhà ngồi chút chứ đều là bạn cũ ở quê không có sự cho phép của em anh sao dám tùy tiện đưa bọn họ trở về diệp thu cười ngượng ngập nói như vậy à lâm thanh nhã trầm ngâm gật đầu sau đó trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ giảo hoạt lạnh như băng nói tiếp vậy bây giờ em cho phép đấy tối mai thế nào vừa vặn em cũng ở đây mời bọn họ đến nhà làm khách đi dù sao người ta cũng đặc biệt đến Giang Châu để gặp anh, nếu không mời họ đến nhà chơi một chút thì cũng không phải lắm, anh nói có đúng không? Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Diệp Thu trượt cứng đở lại. Con mẹ nó, lần đùa giỡn hơi bạo rồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đi đâu để tìm được hai người giả làm bạn đồng hương đây? Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để cân nhắc điều này. Diệp Thu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười nói, như vậy hình như không thích hợp lắm bọn họ cũng không hiểu quy củ lắm đây, lỡ như ở trước mặt em làm trò cười, vậy thì không tốt đâu. Không sao, em cũng không phải người ngoài, sẽ hiểu thôi. Cứ quyết định vậy nhé, tối mai 7 giờ, anh nói bọn họ đến đây nhé. Lần này để em làm một người vợ tốt, làm một chủ nhà chiêu đãi chứ. Lâm Thanh nhã khoát tay, giọng điệu lạnh lẽo nói. Cái này, sắc mặt Diệp Thu thay đổi, cũng không thể từ chối nữa. Nếu không, những gì anh nói vừa rồi sẽ bị lộ tẩy. Không biết làm sao cả, anh chỉ gật đầu một cái, nói, vậy cũng được, ngày mai anh sẽ đưa họ đến đây. Nếu đến lúc đó, bọn họ nói những điều em không thích nghe, mong vợ thông cảm nhé. Không sao đâu." Lâm Thanh Nhã lắc đầu, mà trong lòng cô lại đang cười lạnh. Nói rồi đúng không? Diệp Thu, để em xem anh có thể giả bộ được bao lâu. Nếu như ngày mai không có người tới như anh nói, vậy thì anh xong rồi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của lâm thanh nhã diệp thu cũng nhíu mày luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng mà loại chuyện này anh cũng không thể hỏi nhiều chỉ có thể đi từng bước một nghĩ tới đây diệp thu vội vàng rời đề tài nhìn lâm thanh nhã cười nói mới vừa rồi chỉ nói tới chuyện của anh thôi còn chưa kịp hỏi em em đói bụng không buổi tối có ăn cơm chưa anh không về nấu cơm cho em em ăn thế nào đây Lâm Thanh Nhã nhướng mày, lạnh lùng hỏi: "Xin lỗi, thật xin lỗi, vợ à, em xem tivi tiếp đi, để bây giờ anh vào làm cho em, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm." Diệp Thu ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó sắn tay áo lên, chuẩn bị đi về phía phòng bếp. "Không, để cho em làm đi, dù sao anh cũng không muốn làm mà." Lâm Thanh Nhã liếc Diệp Thu một cái, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía phòng bếp. Mà khi Diệp Thu nghe thấy Lâm Thanh Nhã muốn làm cơm, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người đều cảm thấy không xong rồi. Tài nấu nướng của Lâm Thanh Nhã. Không thể gọi là nấu ăn được, rõ ràng là đầu độc mà. Diệp Thu đã bị dày vò cả một buổi chiều, bụng rất đói, cũng mệt lạ. Anh cũng không muốn tối nay lại phải đau khổ nữa đâu. Vì vậy, Diệp Thu lập tức vội vàng đuổi theo Lâm Thanh Nhã, ngăn Lâm Thanh Nhã lại, cười nói, vợ à, vẫn nên để anh làm thôi thấy em tối nay đã tắm xong rồi, đừng vào phòng bếp nữa, khói dầu sẽ ảnh hưởng đến làn da của em, không tốt đây. Tránh ra, Lâm Thanh nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh như băng nói, sau này nếu anh không cho em nấu cơm, vậy thì em cứ làm đấy. Anh nhất định phải ăn hết sạch, biết chưa? Sau đó cô trực tiếp đẩy Diệp Thu ra, bước vào bếp. Hơn nữa, để đề phòng Diệp Thu vào quấy giày mình. Sau khi cô bước vào, còn thẳng tay khóa trái cửa phòng bếp lại thấy cảnh này. Diệp Thu nhất thời ngẩn ra, có một loại cảm giác muốn khóc không ra nước mắt. Xong rồi, tối nay đã định trước lại là một đêm không ngủ nữa rồi. Ăn thức ăn lâm thanh nhã làm. Tối nay đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ, cứ chuẩn bị chạy thẳng vào nhà vệ sinh là được. Nghĩ tới đây, Diệp Thu âm thầm thề thốt trong lòng. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải về đúng giờ để nấu cơm cho Lâm Thanh Nhã. Nếu không ngày nào cũng như vậy, ai có thể chịu đựng nổi chứ? Về phần tối nay, chỉ có thể chấp nhận vậy, nhắm mắt mà ăn. Trời cao phù hộ, hy vọng đêm nay Lâm Thanh Nhã có thể phát huy vượt xa bình thường. Qua khoảng một giờ sau, Lâm Thanh Nhã bước ra khỏi phòng bếp, bưng hai đĩa thức ăn đen như than đặt trước mặt Diệp Thu, lạnh lùng nói, ăn hết đi, nếu không, không cho phép đi ngủ. Diệp Thu nuốt khan, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, cười ngượng hỏi, vợ, còn em thì sao? em không đói bụng hơn nữa cũng đã muộn rồi em sẽ không ăn đâu anh mau ăn đi những món này đều làm cho anh đấy lâm thanh nhã lắc đầu cười lạnh nói anh anh thật sự cảm động lắm diệp thu suýt khóc lên nhưng anh chỉ có thể cầm đũa lên nhắm mắt mà ăn mùi vị giống như nhai sáp vậy cái gì gọi là sống còn gì hơn chết chứ cứ nếm thử các món ăn của lâm thanh nhã thì sẽ biết ngay hơn nữa điều thảm nhất là Diệp Thu còn phải giả bộ ăn đặc biệt ngon miệng, gật đầu không ngừng khen ngợi, ừ, vợ à, không thể không nói, cơm em làm càng lúc càng ngon đấy. Gần đây khả năng nấu nướng được phát huy rồi. Thấy vậy, chương 312, cho anh một ngày nghỉ. Ngon không, vậy anh đừng để dư lại nhé, nhớ sửa chén đũa nữa, biết chưa? Lâm Thanh nhã cười lạnh nói. Được rồi, vợ à, em cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để thừa lại chút nào đâu, Diệp Thu vội vàng gật đầu, bảo đảm nói. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía lầu 2. Cho đến khi Lâm Thanh Nhã lên lầu 2, lúc này Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Thanh Nhã đã nhận ra được điều gì? Không thể nào, anh Ngụy Trang rất tốt, sẽ không để lộ ra sơ hở nào đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhíu mày lại. Xem ra mấy ngày nay anh phải tiết chế hết mức có thể mới được. Phụ nữ tương đối nhạy cảm cùng đa nghi, một khi Lâm Thanh Nhã phát hiện ra được điều gì, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Cho nên, bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thanh Nhã này sinh hoài nghi với anh được. Rột rột rột, đột nhiên, bụng của Diệp Thu vang kêu lên những tiếng kêu kỳ quái. Điều này làm cho sắc mặt của Diệp Thu thay đổi, trong lòng thầm nói không tốt. Anh không dám do dự vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh có sao nói vậy lâm thanh nhã thật sự nên đi nghiên cứu thuốc tiêu chảy thôi ăn đồ cô nấu còn tốt so với cả thuốc tiêu chảy nữa hiệu quả nhanh chóng như vậy mà hơn nữa còn không làm tổn thương cơ thể với kỹ thuật này của cô nếu cô chuyên tâm nghiên cứu thuốc tiêu chảy nói không chừng có thể khiến cho lâm thị lên một tầng cao mới dù sao diệp thu ăn cơm do lâm thanh nhã nấu không có lần nào là không đau bụng Tóm lại tối nay, Diệp Thu đừng nghĩ đến chuyện yên tĩnh. Đêm đó không còn gì để nói. Sáng sớm ngày hôm sau, vẻ mặt Diệp Thu đầy mệt mỏi, bò ra khỏi chăn, vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Thanh Nhã trước, sau đó mới gọi Lâm Thanh Nhã xuống. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã hé miệng cười, cố ý hỏi: "Sắc mặt của anh sao vậy?" "Đừng nói nữa, tối hôm qua anh lại bị tiêu chảy cả đêm." Diệp Thu cười khổ nói: Nghe thấy vậy, khóe miệng Lâm Thanh Nhã nở nụ cười đắc ý, sau đó còn giả bộ vô tội, chớp đôi mắt to, cố ý hỏi: "Sao lại bị tiêu chảy thế? Có phải tối qua anh ăn cái gì bẩn không?" "Không đâu, tối hôm qua anh chỉ ăn thức ăn em nấu thôi." Diệp Thu lắc đầu nói. "Vậy ý của anh là, thức ăn em làm không sạch sẽ sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã run lên, lạnh lùng nói: "Được, vậy sau này em không làm nữa." "Không, không!" Không đâu, vợ à, anh không có ý đó. Thức ăn em làm là ngon nhất trần đời, vấn đề là của riêng anh thôi. Dạ dày của anh quá tệ, chứ không liên quan gì đến việc em nấu cả. Diệp Thu vội vàng xua tay, ngượng ngập cười giải thích. Vậy thì được, Lâm Thanh nhã mặt đầy hài lòng gật đầu, sau đó liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thu, suy nghĩ một chút rồi nói, trông sắc mặt anh kém như vậy, cơ thể cũng không thoải mái, hôm nay anh cứ nghỉ một ngày ở nhà cho khỏe đi nghe thấy lâm thanh nhã nói vậy trong lòng diệp thu cực kỳ vui mừng nhưng ngoài mặt anh vẫn giả vờ dáng vẻ yếu ớt vô lực vẻ mặt thành thật nói vậy cũng không tốt lắm nhỉ anh phải làm việc anh phải cố gắng không phụ lòng mong đợi của vợ về anh bớt đi em còn không biết anh sao ở nhà nghỉ ngơi cho nghiêm túc không được phép đi đâu cả bất cứ lúc nào em cũng có thể trở về nếu khi trở về phát hiện anh không có ở nhà hậu quả tự chịu đấy Lâm Thanh Nhã liếc nhìn Diệp Thu một cái, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Được rồi, vợ à, em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng hồi phục thân thể để tiếp tục làm việc chăm chỉ." Diệp Thu vội vàng đảm bảo nói: "Nói nghe hay đấy, hy vọng anh không phải chỉ nói thôi." Lâm Thanh Nhã cong môi nói: "Chấm chấm chấm, sau ăn bữa sáng xong, Lâm Thanh Nhã liền lái xe đến công ty." cho đến khi chiếc ferrari do lâm thanh nhã lái ra khỏi sân biệt thự cuối cùng diệp thu cũng mới thở phào nhẹ nhõm vốn dĩ hôm nay anh cùng tiểu đội thiên võng đã hẹn nhau đến hiện trường vứt xác để xem có manh mối gì không nhưng anh lại không tìm được cớ để xin phép lâm thanh nhã không đến công ty không ngờ lâm thanh nhã nhìn thấy sắc mặt anh không tốt nên chủ động cho anh nghỉ một ngày đúng là trời giúp anh rồi vừa vặn đúng tâm ý của diệp thu vì vậy Diệp Thu nhanh chóng thay quần áo, thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Về phần Lâm Thanh Nhã bên kia, để phòng ngừa Lâm Thanh Nhã đột nhiên trở về, phát hiện anh không có ở nhà. Diệp Thu bảo Âu Dương Hạo phái một người người đến cửa công ty của Lâm Thanh Nhã ngồi, chỉ cần Lâm Thanh Nhã rời khỏi công ty, lập tức thông báo cho mình. Như vậy không cần phải lo lắng Lâm Thanh Nhã kiểm tra bất ngờ. Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Thu bước ra khỏi Hán Hải Lâm Thành đồng thời gọi điện thoại cho Triệu Khôn Sơn để ông ta phái xe đến đón anh, nhân tiện thông báo cho tiểu đội thiên võng tập họp ở cục cảnh sát. Ước chừng qua khoảng nửa giờ, một chiếc BMW X5 màu trắng dừng lại trước mặt Diệp Thu. Cửa sổ được hạ xuống. Hàn Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay ra hiệu với Diệp Thu, mở miệng nói, lên xe đi. Sao lại là cô? Diệp Thu hơi sừng sốt, nhưng vẫn đi đến ngồi vào ghế phụ bên cạnh cục trưởng triệu nói hôm nay mọi người đến hiện trường vứt xác để tìm manh mối nên để tôi đi cùng mặt hàn tiêu tiêu có chút ửng đỏ nói hôm nay cô không mặc đồng phục cảnh sát mà là một bộ quần áo thể thao màu trắng dù vậy cũng không cách nào che giấu được vóc dáng gợi cảm của cô hơn nữa bởi vì khóa kéo trên áo cô tương đối hở diệp thu ngồi ở bên ghế phụ vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong cổ áo của hàn tiêu tiêu anh phát hiện ra bên trong hàn tiêu tiêu chỉ mặc một chiếc áo lót đen ở bên trong phong cảnh đẹp tuyệt vời diệp thu chỉ nhìn lướt qua một cái liền nhanh chóng rời ánh mắt đi không dám nhìn thẳng nữa nếu không thể nào cũng xảy ra chuyện mất ừ thế à vậy lái xe đi diệp thu hít sâu một hơi chấn tĩnh lại rồi nói ừ hàn tiêu tiêu gật đầu ngay sau đó trực tiếp khởi động xe dọc đường hai người chỉ như có như không trò chuyện với nhau diệp thu nhận thấy thái độ của hàn tiêu tiêu đối với mình có chút thay đổi lớn lúc trước hàn tiêu tiêu ở trước mặt anh cực kỳ mạnh bạo hận không thể cưỡi lên đầu anh nhưng bây giờ cô thậm chí còn không dám đối mặt với anh nữa ngay cả khi ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau cô cũng nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác chuyện này làm trong lòng diệp thu hơi khó hiểu đây là tình huống gì đây chẳng lẽ thật sự đổi tính khoan hãy nói đã nếu hàn tiêu tiêu mất đi sự bạo lực ngày xưa diệp thu thật sự không quen đâu tuy nhiên loại chuyện này diệp thu không thể hỏi thẳng hàn tiêu tiêu được chỉ có thể mặc kệ cô thôi đi tới cục cảnh sát hàn tiêu tiêu trực tiếp đưa diệp thu đến văn phòng làm việc của triệu khôn sơn mà giờ phút này cả bốn người của tiểu đội thiên võng đều đã đến đông đủ sau khi nhìn thấy diệp thu Bốn người vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, Kính Thần chào hỏi anh Diệp. Chương 313, không có mắt sao? Diệp tiên sinh, cậu tới rồi. Triệu Khôn Sơn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, tiến đến nghênh đón. "Vâng, tài liệu hiện trường 8 chỗ vứt xác đã chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thu gật đầu, trực tiếp thẳng. "Đã sớm chuẩn bị xong rồi." Triệu Khôn Sơn cười nói, ngay sau đó ông ta vội vàng xoay người cầm một tập tài liệu trên bàn đưa cho Diệp Thu. Trên đó có ghi lại chi tiết 8 địa điểm vứt xác kèm theo thời gian. Đồng thời, còn có các loại tư liệu ảnh. Vô cùng cẩn kẽ. Diệp Thu cẩn thận xem lại, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn một trong hai địa điểm. Đến chỗ này đi. Diệp Thu rút một tấm hình từ trong đống tài liệu ra, đưa cho Triệu Khôn Sơn. Thôn Vương ra, nơi này rất xa, là một vùng ở nông thôn, tại sao lại chọn cái này? Triệu Khôn Sơn sửng sốt một thoáng, hơi nghi ngờ hỏi. Chính là bởi vì ở xa, hơn nữa lại ở nông thôn, ít người qua lại, cho nên trước khi cảnh sát các ông đến, hiện trường này ít có khả năng bị phá hủy nhất. Hơn nữa cơ hội có thể phát hiện được manh mối hữu dụng cũng là lớn nhất. Còn bảy địa điểm vứt xác còn lại tôi cũng đã xem, đều ở trong thành phố cả, người đến người đi rất nhiều. Cho dù sau khi được cảnh sát các ông phát hiện, phong tỏa bảo vệ thì sợ rằng cũng không phải là hiện trạng ban đầu. Diệp Thu giải thích, thì ra là như vậy, có lý. Triệu Khôn Sơn trầm ngâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thu hỏi, vậy thì Diệp tiên sinh, các anh định bao giờ lên đường? Ngay bây giờ, Diệp Thu nhàn nhạt nói, từ cục cảnh sát xuất phát, Diệp Thu vẫn ngồi trên xe của Hàn Tiêu Tiêu. Tuy bốn người của tiểu đội thiên võng vốn ngồi cùng trên một chiếc xe đến, nhưng cuối cùng Hắc La nặng nặc đòi ngồi cùng một chiếc với Diệp Thu. Không còn cách nào khác, Diệp Thu chỉ có thể để cho Hắc La đi lên. Cứ như vậy, Hàn Tiêu Tiêu lái xe đưa Diệp Thu và Hắc La dẫn đường. Còn ba người của tiểu đội thiên võng lái một chiếc ô tô khác chạy theo sau. Một nhóm sáu người, hai chiếc xe, chạy thẳng đến thôn Vương Gia. Dọc đường đi, Hàn Tiêu Tiêu không nói lời nào cả. Ngược lại cô bé Hắc La này lại liến thoáng không ngừng, hỏi diệp thu rất nhiều vấn đề khác nhau lại còn toàn những câu hỏi sắc bén anh diệp thu anh thích cô gái như thế nào anh diệp thu anh kết hôn khi nào anh diệp thu anh với vợ có quan hệ tốt không anh diệp thu anh đã tính đến chuyện ly hôn tìm một người khác chưa anh diệp thu anh cảm thấy em thế nào diệp thu thật sự không nói nên lời đặc biệt là cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của hàn tiêu tiêu làm cho anh cảm thấy giống như đang trách mắng anh là một kẻ chuyên lừa bán những thiếu nữ ngốc nghếch vậy e hèm diệp thu lập tức vội vàng cắt đứt những câu hỏi liên tiếp của hắc la nghiêm túc nói hắc la hôm nay chúng ta đi phá án trọng điểm phải đặt ở vụ án biết chưa biết chứ nhưng bây giờ vẫn còn chưa đến mà anh diệp thu anh có thích một cô gái như em không cái miệng nhỏ nhắn của hắc la chu lên cười duyên hỏi tôi Diệp Thu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Tiêu Tiêu. Nhưng mà, Hàn Tiêu Tiêu lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Diệp Thu, hung hăng nói, chật chật chật, Diệp Thu, tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy, thậm chí ngay cả một cô bé vị thành niên cũng xuống tay được. Hử, trên đầu Diệp Thu hiên đầy dấu chấm hỏi, hết sức im lặng nói tôi xuống tay với cô ấy chỗ nào. Là cô ấy tự hỏi tôi cơ mà. Các cô gái đều rất rè rặt nếu anh không trêu chọc cô ấy trước sao cô ấy có thể đối xử với anh như vậy được hàn tiêu tiêu trợn mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói tôi diệp thu cứng họng thôi được rồi anh không chọc nổi vậy thì cứ phớt lờ đi vì thế diệp thu dứt khoát nhắm hai mắt lại dựa vào ghế ngồi giả bộ ngủ anh diệp thu anh ngủ rồi sao ngủ như vậy có thoải mái không nếu không anh ra phía sau này em ôm anh ngủ có được không Hắc La chớp đôi mắt to, nhìn Diệp Thu, cười duyên hỏi. "Phốc." Diệp Thu suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, vội vàng quay đầu lại nhìn Hắc La, đầu hàng, nhượng bộ nói, "Cái kia." "Hắc La à, hôm qua tôi làm hỏng máy tính của cô, là tôi không đúng. Cô yên tâm, đợi hôm nay xong việc, tôi nhất định sẽ trả cho cô một cái y hệt như vậy, được không?" "Em không muốn có máy tính." Hắc La chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói, Vậy cô muốn gì? Diệp Thu bất đắc dĩ hỏi. Em muốn anh thừa nhận, anh chính là 18 lần một đêm. Hắc la chớp mắt, mặt đầy đắc y nói. Tôi thật sự không phải 18 lần một đêm mà, cô nhận lầm người rồi. Diệp Thu cười khổ. Vậy thì em mặc kệ, dù sao đó cũng là anh, nếu anh thừa nhận, em sẽ vẫn quấn lấy anh, cho đến khi anh thừa nhận mới thôi. Hắc la bĩu môi, vô lý nói. Hắc la, không, 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 chị ơi chị bỏ qua cho em đi gia đình em giáo dục rất nghiêm khắc nếu để cho vợ em biết được cô ấy thế nào cũng đuổi em ra khỏi nhà mất vì sự hòa thuận của một gia đình xin chị hãy nương tay cho được không diệp thu cười khổ cầu xin tha thứ không bao giờ hắc la kiên định lắc đầu mặt diệp thu bỗng đầy hắc tuyến chỉ có thể bất lực thở dài nói vậy thì tùy cô đừng tùy tiện đùa giỡn quá trớn là được được Hắc La vô cùng đắc ý gật đầu. Mà trong đôi mắt to của cô ta, lóe lên ánh sáng của sự giảo hoạt. Rõ ràng, cô ta lại có một kế hoạch mới. Dù thế nào, cô ta nhất định phải để cho Diệp Thu thừa nhận mình 18 lần một đêm mới được. Trải qua một hành trình hơn một tiếng đồng hồ, đoàn người Diệp Thu cuối cùng cũng đến nông thôn. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, có một ngã ba. Rẽ trái đi vào, sau đó lái xe dọc theo một con đường nhỏ khoảng vài trăm mét, chính là thôn Vương gia. Tuy nhiên, ngay lúc sắp đến ngã ba kia, Hàn Tiêu Tiêu giảm tốc độ, chuẩn bị rẽ trái vào con đường mòn đó. Đột nhiên một chiếc xe Santana màu đen phóng ra từ bên trong. Vì tốc độ của chiếc xe Santana màu đen kia quá nhanh, mà tầm mắt của Hàn Tiêu Tiêu lại bị rừng cây ven đường che mắt, có thể xem như là điểm mù của tầm nhìn cho nên ngay từ lúc ban đầu cô cũng không phát hiện ra chiếc xe Santana màu đen này. Đến lúc cô phát hiện ra, thì đã không tránh kịp. Chiếc Santana màu đen đâm thẳng vào bên trái đầu xe BMW X5 của Hàn Tiêu Tiêu. Dầm! Chỉ nghe một vang thật lớn. Phần đầu xe bên trái của chiếc BMW X5 lập tức bị lõm vào một mảng lớn, đèn pha bên trái cũng vỡ nát trong nháy mắt. Mà đầu xe Santana kia còn thê thảm hơn. May mắn thay, chất lượng của BMW X5 xem như không tệ. Cho nên Hàn Tiêu Tiêu, Diệp Thu cùng Hắc La ở trên xe đều không bị thương. Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, làm cho Hàn Tiêu Tiêu bị dọa không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị dọa đến mức trắng bệch. Trong tình huống này, tất cả trách nhiệm chắc chắn phải thuộc về chiếc Santana đen. Dù sao Hàn Tiêu Tiêu bên này tuân thủ theo luật lệ giao thông, rẽ trái nháy đèn, giảm tốc độ, không hề có vấn đề gì cả. Ngược lại là chiếc Santana màu đen kia, rõ ràng đã đến đường hình chữ T, nhưng không hề giảm tốc độ, cũng không hề có tiếng còi, trực tiếp lao ra ngoài. Vi phạm nghiêm trọng quy tắc giao thông, cho nên mới gây ra vụ tai nạn xe cộ này. Chương 314, hai cái tát vừa dứt lời. Sắc mặt của Hàn Tiêu Tiêu nhất thời trầm xuống. Vốn chiếc xe yêu quý của cô bị đụng, cô đã cảm thấy rất tức giận trong lòng rồi. Mà bây giờ người này không chỉ vi phạm luật lệ giao thông tông vào xe của cô ngược lại còn quật lại hỏi cô có biết lái xe không đây đúng là ức hiếp người quá đáng trong chốc lát tinh khí nóng nảy của hàn tiêu tiêu chợt nổi lên không nói gì đẩy cửa xe ra bước xuống xe nhìn chằm chằm vào người đàn ông to cao kia lạnh lùng nói anh vừa mới nói cái gì mời anh lặp lại một lần nữa cho tôi ôi chao còn là một cô gái nữa chứ người đàn ông cao to quan sát vóc dáng gợi cảm của hàn tiêu tiêu từ trên xuống dưới sau đó cười khinh bỉ vô cùng phách lối nói nhưng mà cho dù cô là phụ nữ thì thế nào chứ vừa rồi tôi hỏi cô có mắt không có biết lái xe không đấy lần này nghe hiểu chưa tôi phiền nhất chính là loại nữ tài xế như các cô chạy trên đường giống như sát thủ vậy tôi nói này các cô gái như bọn cô không đàng hoàng ở nhà mà ngây ngô đi còn con mẹ nó lái xe trên đường làm gì có chút tiền thì giỏi lắm sao, giả bộ cái gì chứ, nếu heo biết lái xe thì cũng còn thông minh hơn loại phụ nữ như các cô. Thật là một đống phế vật, trừ bị đàn ông bao nuôi ra, thật sự không được cái quái gì cả. Bốp, đột nhiên, một tiếng tắt thật mạnh vào mặt vang lên, cắt ngang lời nói của người đàn ông cao to kia. Một dấu bàn tay đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện trên má phải của anh ta. Điều này làm cho tên cao to kia như tỉnh mộng, cả người thoáng sửng sốt mặt đầy vẻ không dám tin trợn mắt nhìn hàn tiêu tiêu cái tát này đánh vì anh không chấp hành luật lệ giao thông ngược lại còn nhục mà tôi hàn tiêu tiêu lạnh lùng nói nói xong cô trực tiếp trở tay tát thêm một cái vào má trái của người đàn ông cao to kia lần nữa còn cái tát này đánh vì anh đã xúc phạm phụ nữ nên nhớ rằng dù kiếm nhiều tiền đi chăng nữa đó cũng là do chúng tôi tự kiếm được không có bất kỳ quan hệ gì với những gã đàn ông xấu xa như anh còn lái xe hay không, là quyền của phụ nữ chúng tôi, không đến lượt anh ở đây bàn tán." Hàn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn tên đàn ông cao to kia, giọng điệu lạnh lùng nói. "Không thể không nói." Vào khoảnh khắc này, Hàn Tiêu Tiêu có thể nói là hoàn toàn ngang ngược. Khí thế đó, nhất thời đã lấn át tên đàn ông cao to kia. Hiển nhiên, anh ta không ngờ tới, một người phụ nữ lại mạnh mẽ như vậy. Tuy vậy, người đàn ông cao to kia rõ ràng cũng không phải dạng hiện lành. Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt trợn to nhìn chầm chầm vào hàn tiêu tiêu, sắp phun ra lửa, mặt mũi giữ tợn hét lên, mẹ kiếp, một người ghê tởm như cô còn dám đánh tôi. Ông nội đây từ nhỏ đến giờ, còn chưa có ai dám tát vào mặt ông nội, một người phụ nữ chết bần như cô lại dám tát tôi. Tôi thấy cô không muốn sống nữa đúng không? Thật trùng hợp, bà đây xưa giờ chưa từng tát ai cả hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh người anh nên cảm thấy vinh hạnh đi hàn tiêu tiêu cười lạnh nói a à, đồ gái điếm khốn kiếp nếu hôm nay ông nội đây không giết cô tôi cũng không mang họ vương người đàn ông cao to kia ngửa mặt lên trời tức giận gầm to vươn tay trực tiếp túm tóc hàn tiêu tiêu là một cảnh sát hàn tiêu tiêu đương nhiên không phải ăn chay thân thể cô khéo léo vội vàng né về phía sau để cho gã đàn ông kia chụp lấy không khí Ôi chao, thư gái điếm, không ngờ cô còn có chút bản lĩnh." Người đàn ông cao to kia mặt đầy khinh thường nói. "Bản lĩnh thật sự, còn ở phía sau đấy." Hàn Tiêu Tiêu cười lạnh, nhấc lên đôi chân dài thẳng tắp lên, quất mạnh vào người tên cao to kia. Phải nói rằng, tốc độ của Hàn Tiêu Tiêu vẫn rất nhanh. Cú đá này trong nháy mắt quất vào người tên cao to kia, để cho anh ta căn bản không kịp né tránh. Tuy nhiên, sức mạnh thôi là chưa đủ. Dù sao khổ người tên kia vốn rất to con vừa cường tráng vừa cao lớn chẳng kém gì một con gấu đen cho nên lúc chân của hàn tiêu tiêu quất vào người anh ta tựa như là đang gãi ngứa cho anh ta vậy không hề cảm giác được chút đau đớn nào cả thậm chí một cú đá này của hàn tiêu tiêu còn làm cho thân hình của anh ta không hề dao động chút nào cả căn bản không bị ảnh hưởng điều này khiến sắc mặt của hàn tiêu tiêu nhất thời biến đổi cô vừa định muốn rút chân lại nhưng ngay tại thời điểm này, anh ta lại đưa tay bắt lấy đôi chân dài của cô. Bàn tay thô giáp kia nắm chặt lấy đôi chân ngọc ngà của Hàn Tiêu Tiêu. Hơn nữa tên cao to kia có sức lực rất mạnh, dù Hàn Tiêu Tiêu có dẫy dụa thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi cả. Buông tôi ra. Hàn Tiêu Tiêu chừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Cô gái, chân nhỏ quá nhỉ, vóc dáng không tệ. Nếu như buổi tối cô nguyện ý ngủ với anh trai đây một giấc, chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua thế nào anh ta nhìn đôi chân dài của hàn tiêu tiêu chớp mắt nói đồ lưu manh anh đừng hòng hàn tiêu tiêu nghiến răng không nói lời nào tay nắm chặt thành quyền trực tiếp đánh về phía người đàn ông chỉ là trong nháy mắt cú đấm này vung mạnh vào lồng ngực của người đàn ông cao to đó nhưng mà anh ta ra thô thịt dày sức lực của một cô gái như hàn tiêu tiêu căn bản không thể làm anh ta bị thương Môn tình hài. Ai u, vô cùng xin lỗi, không đau chút nào cả. Anh ta cười một tiếng, ngay sau đó duỗi tay còn lại ra bắt lấy cổ tay của Hàn Tiêu Tiêu. Lần này, tay phải và chân phải của Hàn Tiêu Tiêu đều nằm trong tay của tên cao to kia, không cách nào tránh thoát, muốn cử động cũng không thể được. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì buông tôi ra, chúng ta đánh lại một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu lạnh như băng, cắn răng nói buông cô ra có thể trừ khi cô cầu xin tôi thêm vào đó đáp ứng tối nay sẽ cùng anh trai đây vui vẻ tôi sẽ tha cho cô anh ta cười dâm tục nói đừng hòng anh là thứ gì chứ còn muốn chạm vào tôi anh xứng sao hàn tiêu tiêu chừng mắt nhìn tên cao to kia sắc mặt lạnh lùng nói ôi chao muốn cho cô mặt mũi à hôm nay cô không muốn đi cùng tôi thì cũng phải đi đến địa bàn của ông đây thì do ông đây định đoạt còn bây giờ ông đây phải để cô khuất phục trước rồi nói sau để xem cô có thành thật không sắc mặt của anh ta trở nên u ám ngạo mạn nói sau khi dứt lời cánh tay của anh ta đột một tâm lực nắm lấy tay phải cùng chân phải của hàn tiêu tiêu dùng sức hất một cái trực tiếp đẩy hàn tiêu tiêu bay ra ngoài anh ta định để hàn tiêu tiêu nếm thử chút mùi đau khổ biết cái gì gọi là đau như vậy thì mới không dám ngang ngược nữa thành thật mà nghe lời hàn tiêu tiêu bị đẩy bay ra xa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời biến đổi, bị dọa tái mặt. Cô biết rằng, lần này khi đáp xuống đất, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Cho dù không bị chấn động não, vậy thì tối thiểu cũng phải gãy vài cái xương. Điều này làm cho mặt hàn tiêu tiêu hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo, thứ chờ đợi hàn tiêu tiêu không phải là mặt đất lạnh như băng, mà là một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Chuyện này làm cho hàn tiêu tiêu hoàn toàn sững sờ. Nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình. Nhìn một cái, Hàn Tiêu Tiêu ngẩng cả người, bởi vì ôm lấy cô không phải ai khác mà là Diệp Thu. Không sao chứ? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nhạt hỏi. "Không, không có sao." Gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu đỏ lên, vội vàng lắc đầu, hơi ngượng ngùng nói. "Giao cho tôi, chương 315, trực tiếp bóp nát. Ôi chao." là ai kéo khóa quần không tốt nên để mày lộ ra ngoài thế này? Mắc mớ gì tới mày hả, còn dám nói pháp luật với ông đây nữa chứ? Người đàn ông cao to kia khinh thường liếc nhìn Diệp Thu, vô cùng ngạo mạn nói, ông đây nói cho mày biết, ở nơi này, ông đây chính là pháp luật, ông đây chính là trời, biết chưa? Không muốn chết thì cút qua một bên cho ông, nếu không, ông đây sẽ đấm chết mày. Bất chấp lý lẽ mà. Diệp Thu lắc đầu, vẻ mặt đầy sự chán ghét con mẹ nó mày nói ai ông đây bảo mày cút mà mày lại không cút sao định ra vẻ trước mặt ông đây đúng không đúng là tự tìm đường chết mà tên cao to kia trợn mắt nhìn diệp thu mặt đầy khinh miệt nói suốt lời anh ta trực tiếp dùng tay phải đưa ra một quả đấm đánh mạnh về phía diệp thu hàn tiêu tiêu đứng ở một bên thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn chợt biến đổi vội vàng lên tiếng nhắc nhở diệp thu cẩn thận tuy vậy diệp thu vẫn đứng tại chỗ bất động trên mặt không có chút gợn sóng nào cả nhìn cú đấm của người đàn ông cao to kia sắp chạm vào người anh khóe miệng của anh ta nhếch lên nụ cười coi thường thầm nghĩ đi chết đi đồ ngu xuẩn mà ngay tại lúc này diệp thu bình tĩnh không vội vàng nâng tay phải lên dễ dàng bắt lấy quả đấm hung bạo của tên kia điều này khiến cho cú đấm vốn uy lực của anh ta nhất thời dừng lại bị diệp thu nắm chắc trong tay không thể nào nhúc nhích gương mặt của anh ta biến đổi vội vàng cố gắng để thoát ra tuy nhiên cho dù anh ta dùng toàn bộ sức lực của cơ thể quả đấm kia vẫn bị diệp thu nắm chắc trong tay không hề nhúc nhích chút nào giống như bị một cái kềm sắt lớn kẹp chặt lại vậy trong chốc lát khuôn mặt người đàn ông cao to kia bỗng trở nên khó coi vô cùng giận dữ chừng mắt nhìn diệp thu hằng học nói tên nhóc thối mày có buông tao ra mau không nếu mày còn không thả ra ông nội ta đây tuy nhiên Lời nói của anh ta còn chưa kết thúc, tay phải của Diệp Thu đột một tăng lực, sắc sắc, âm thanh xương vỡ vụn truyền đến. A! À, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của anh ta giống như lợn bị cắt tiết vậy. Vào giờ phút này, sắc mặt của tên đàn ông kia muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt đều vặn vẹo, xoắn lại một chỗ, gân xanh trên trán cũng lộ ra. Anh ta thực sự đau quá. Bởi vì lực bóp vừa rồi của Diệp Thu đã bẻ gãy năm ngón tay phải của anh ta. Như người xưa vẫn nói, 10 ngón tay liền với trái tim. Loại đau đớn xương ngón tay gãy liền này, đừng hỏi đau cỡ nào. Cho dù một người đàn ông cao lớn thô kệch như anh ta, lúc này cũng phải đau đến rơi nước mắt. Nói xin lỗi. Diệp Thu nhìn anh ta, mặt không cảm xúc, nhẹ giọng nói. Mày, mày nói cái gì hả? Người đàn ông cao to kia dán mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, vô cùng tức giận gầm lên. Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi cô gái này, hơn nữa còn phải bồi thường đầy đủ. Đây là lựa chọn duy nhất của anh bây giờ, nếu không, tôi sẽ lấy bóc vụn xương cốt của anh giống như vừa rồi vậy. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Mặc dù giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng lại không hề cho phép người khác cảm thấy nghi ngờ. Người đàn ông kia nghe thấy vậy, cảm thấy ra đầu tê dại, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì những gì Diệp Thu nói, anh ta nghe qua đã cảm thấy lạnh run cả người huống chi là tự mình trải nghiệm anh ta cũng không có dũng khi đó nhưng mà người đàn ông to cao kia đã quen thói coi trời bằng vung để cho anh ta cúi đầu nhận lỗi anh ta đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện nghiến răng nghiến lợi anh ta giơ tay trái của mình lên dùng ngón trỏ chọc vào ngực của diệp thu hung ác nói nhóc con mày có biết mày đang làm gì không hử mày có biết nơi này là nơi nào không Thôn Vương ra đấy, nơi này là địa bàn của tao, nếu mày còn dám đắc tội với tao, mày có tin tao để cho mày cả đời phải ở lại chỗ này không hả? Anh đang uy hiếp tôi sao? Diệp Thu hơi nhếch khóe miệng, mặt đầy vẻ bông đùa hỏi. Đây không phải là một lời uy hiếp, chẳng qua chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Anh ta cười lạnh, sau đó chỉ tay về phía những ngôi mộ gồ lên trên cánh đồng lúa mì cách đó không xa, lạnh lùng nói, "Thấy những thứ kia không? Ở đây cho dù tao có sai người giết mày, sau đó tùy tiện đào một cái hố chôn mày trong đó cũng không ai biết đâu. Cho nên tao khuyên mày tốt nhất nên biết điều một chút, mau quỳ xuống xin lỗi tao đi, sau đó tự phế bỏ hai tay của mày, như vậy có lẽ mày còn có một con đường sống đấy. Nếu không thì sao? Diệp Thu mặt đầy hài hước hỏi. Nếu không thì... Khuôn mặt người đàn ông cao to kia đột nhiên xa sầm lại, mặt đầy phách lối, mày sẽ chết rất thảm. Ồ, phải không? khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên. Ngay sau đó anh không nói hai lời, tiếp tục tăng lực ở bàn tay đang nắm lấy quả đấm của anh ta. Ban đầu, chỉ có 5 ngón tay của anh ta bị bẻ gãy. Sau khi Diệp Thu tăng thêm lực, xương cốt của anh ta suýt nữa cũng bị nhát bấy hết cả rồi. Những mảnh vụn xương trắng xuyên qua da, chảy rất nhiều máu. A, à, anh ta đau đớn hét lên. Cơn đau còn dữ dội hơn cả lúc trước, anh thực sự không thể chịu nổi nữa cuối cùng, đau đến mức đứng cũng không vững. Âm, um, một tiếng, ngay tại chỗ quỷ gối trước mặt Diệp Thu. Mà sắc mặt của anh ta vào lúc này, cũng khó coi không kém. Anh ta biết, lần này, tay phải của anh ta coi như hoàn toàn bị phế bỏ rồi. Ngay cả xương cũng bị bóp nát bấy. Cho dù có là một bác sĩ giỏi đến cỡ nào, cũng không thể nối lại nổi. Chỉ có thể cắt cụt thôi. Trong chốc lát, đừng nói đến anh ta có bao nhiêu tuyệt vọng cùng tức giận anh ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào diệp thu vừa định bò dậy từ dưới đất giống lên với diệp thu thì ngay lúc này ba người của tiểu đội thiên võng ở xe phía sau cũng phát hiện ra tình huống ở đây nhanh chóng dừng xe lại ven đường chạy đến anh diệp sao vậy bạo long nhìn diệp thu mặt đầy quan tâm hỏi hàn tiêu tiêu nhanh chóng nói với bạo long chuyện vừa xảy ra nghe xong lời của hàn tiêu tiêu ánh mắt của ba người họ nhìn về phía người đàn ông kia cũng đột nhiên trở nên không thân thiện. Rõ ràng, bọn họ không thể ngờ rằng, trên đời này lại có người phách lối, không biết lý lẽ như vậy. Mẹ kiếp, anh phì đây không ưa nhất là loại người này, anh Diệp, anh nghỉ ngơi trước đi, để em tới. Để em dùng cân nặng của mình đè chết anh ta. Phì Miêu vừa nói vừa vén tay áo lên bước về phía tên cao to kia. Tôi cũng tới. Hồng không, không tước cũng nóng nảy xông tới nếu không phải có bạo long ngăn cản họ lại. Đoán chừng anh ta sẽ phải chịu đòn một lần nữa. Nhìn thấy đối phương như vậy. Tên cao to kia cũng biết, bên kia có nhiều người, dưới tình huống này, nếu tiếp tục cố chấp, nhất định sẽ bị thua thiệt, phải đưa cứu binh tới thôi. Nghĩ đến đây, con người của tên cao to kia đảo quanh, nhất thời nảy ra một kế hoạch. Audio điện tử võ tấn bền chương 316, viện binh đến nghe thấy những lời này của tên cao to. Diệp Thu hít mắt lại. Trực giác mách bảo anh rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng anh cũng không vạch trần kỹ năng diễn xuất của anh ta làm gì. Nếu anh ta thích diễn như thế, Diệp Thu đương nhiên phải phối hợp thật tốt với anh ta. Đã như vậy, trước hết nói xin lỗi đi, sau đó nói đến chuyện bồi thường. Diệp Thu thản nhiên nói. Ngay sau đó, diệp thu buông lỏng bàn tay đã hoàn toàn bị phế bỏ của anh ta ra vâng được anh ta vội vàng gật đầu sau đó quay sang nhìn hàn tiêu tiêu giả vờ hối lỗi nói người đẹp này vừa rồi là tôi không đúng xin lỗi cô cô yên tâm tiền sửa chữa chiếc xe yêu dấu của cô tôi sẽ lo toàn bộ cô thấy như vậy có được không vậy cũng được anh sớm như vậy không phải không có chuyện gì rồi sao hàn tiêu tiêu liếc tên cao to kia không vui nói Hi hi, vừa rồi là tôi không hiểu chuyện. Người đàn ông cao to kia ra vẻ áy náy cười, sau đó có chút ngượng ngùng nói cái đó. Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, cô thấy tôi có thể gọi người nhà đưa tới được không? Ngay trong làng thôi, rất nhanh. Vậy anh gọi đi. Hàn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này, sau đó đi đến hiện trường vứt xác để điều tra vụ án. Được, để tôi gọi ngay anh ta gật đầu mặt đầy nịnh hót nói tuy nhiên trong lòng của anh ta lại trào lên những trận cười nhạt còn nhóc thối còn cả tên nhóc không biết sống chết kia nữa bọn mày chờ đó cho ông đợi người của tao tới thì bọn mày đừng nghĩ đến việc chạy khỏi đây đi chết hết cho tao nghĩ đến đây người đàn ông kia cố nén lại kích động trong lòng lấy điện thoại di động ra rồi bước sang một bên nhanh chóng bấm một dãy số trong chốc lát điện thoại đã được kết nối alo anh à, em là Chí Vĩ đây. Anh mau đưa người đến ngã ba ở cổng thôn, em đang bị người khác bắt nạt ở đây, tay cũng bị người ta phế bỏ rồi, nhanh đến cứu em với. Anh ta vội vàng nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia. Cái gì? Dám ở thôn Vương gia của chúng ta động đến em trai của Vương bá anh sao? Anh thấy bọn chúng không muốn sống rồi. Chí Vĩ, em yên tâm, anh lập tức dẫn người đến ngay. Vương bá tức giận nói. Vâng anh trai, nhớ mang theo nhiều người người của đối phương nhiều lắm. Anh ta nhanh chóng nhắc nhở. Yên tâm, em giữ bọn chúng lại, đừng để chúng chạy trốn. Vương bá cười lạnh nói. Sau khi cả hai cúp máy, Vương Chí Vĩ quay lại trước mặt Diệp Thu cùng Hàn Tiêu Tiêu, vẫn giả bộ lễ phép như cũ, cười nói, người nhà của tôi sẽ được tiền đến ngay, xin hãy đợi vài phút. Vậy cũng được. Hàn Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu. Diệp Thu cười, nhưng không nói gì cả. Thấy vậy, trong lòng vương trí vĩ cảm thấy khinh thường. Nhóc con, ông đây sẽ để cho mày tiếp tục giả vờ. Đợi tí nữa anh trai tao mang người tới, thì ngày này chính là ngày rỗ của mày. Đến lúc đó, cho dù mày có quỷ xuống van xin tao cũng vô dụng. Cứ như vậy khoảng chừng 5 phút trôi qua. Trên con đường từ thôn vương ra thông ra, có hai chiếc xe van màu trắng đang nhanh chóng chạy về phía này. Thấy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của vương trí vĩ ngập tràn vẻ vui mừng bởi vì anh ta biết anh trai vương bá của mình đã mang người đến điều này làm cho bản mặt vốn là giả bộ chân thành của anh ta đột nhiên trở nên phách lối vô cùng vênh mặt lên ha 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 vương trí vĩ ngửa mặt lên trời cười to phách lối dùng tay trái còn nguyên vẹn của mình chỉ vào mũi của diệp thu cùng hàn tiêu tiêu vô cùng ngung cuồng nói nhóc con mày chết rồi rồi còn có con nhóc thối này chúng mày chết chắc rồi lập tức bọn mày sẽ biết hai chữ tuyệt vọng được viết thế nào thôi ngay lập tức, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn về phía ba người bạo long, cười lạnh nói, còn có ba người bọn mày, không phải muốn đánh tao sao? Chờ đó, cứ đợi đó cho ông đây, tao sẽ đánh chết bọn mày ngay. Thấy vậy, ba người bạo long cùng hàn tiêu tiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Rõ ràng, bọn họ bị sự thay đổi chóng mặt của Vương Chí Vĩ làm cho lờ mờ. Dù sao vừa rồi Vương Chí Vĩ cũng thành thật hứa sẽ bồi thường tiền, sao bây giờ lại đột nhiên làm ầm lên vậy? chuyện này cho bọn họ không thể nghĩ ra được. Mà trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Diệp Thu đã sớm nhìn thấu mọi chuyện rồi. Không có gì bất ngờ cả. Vương Chí Vĩ gọi điện thoại cho người nhà bảo đưa tiền là giả, gọi người đến trả thù mới là thật. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đã được Diệp Thu đoán trước. Cho nên Diệp Thu không hề cảm thấy kinh ngạc. Anh nổi điên cái gì đấy? Có phải uống nhầm thuốc rồi không? Hàn Tiêu Tiêu hung dữ chừng mắt nhìn Vương Chí Vĩ lạnh giọng hỏi. Ha ha, con nhóc thối, bây giờ mày nên đàng hoàng một chút cho tao. Nếu như không mày không muốn chết quá thê thảm thì đêm nay ngủ cùng tao một giấc, như vậy, chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, tao có thể coi như không có gì xảy ra, nếu không, mày cứ đợi xui xẻo tới đi. Vương Chí Vĩ cười lạnh, liếc mắt nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại xinh đẹp của Hàn Tiêu Tiêu, cười dâm đãng nói. Anh thật sự là hết thuốc chữa rồi, muốn tôi ngủ cùng anh sao? cứ nằm mơ đi. Gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu run lên, trợn mắt nhìn Vương Chí Vĩ, vẻ mặt đầy chán ghét nói. Không đồng ý, đúng không? Ha ha, được, vậy cô đừng hối hận đấy nhé. Vương Chí Vĩ mặt đầy phách lối nói. Mà ngay lúc này, hai chiếc xe van kia chạy đến ngã ba thì dừng lại. Cửa xe mở ra, một nhóm đàn ông cầm cuốc, rìu, búa nhảy xuống khỏi xe, có vẻ như tất cả bọn họ đều đến từ thôn Vương gia này. Tuy nhiên lại trông cả lơ phất phơ, bộ dạng lưu manh, thoạt nhìn không phải những người nông dân chân chất ở đây. Đoán chừng đây là bọn côn đồ ở trong thôn, thường được gọi là nhóm côn đồ ở nông thôn. Ở vùng quê, trên cơ bản mỗi thôn đều có một đám người như vậy, bọn họ thường ra vẻ ta đây, kiêu ngạo, suốt ngày phách lối, bắt nạt người này người kia. Những người như vậy tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành một nhóm côn đồ bắt nạt những người nông dân lương thiện, ăn hiếp người trong thôn, ác độc chiếm nhà hoặc ruộng đất của người khác, hoặc có thể trộm gà trộm chó nữa. Đây đều là những chuyện tồi tệ mà bọn họ thường làm. Mà nhóm người xuống xe lúc này, rõ ràng chính là những người như vậy. Người cầm đầu là một người đàn ông cao to đầu chọc, trong miệng ngậm thuốc lá, trên mặt có sẹo do đao chém. Ngoại hình trông tương tự với Vương Chí Vĩ. Anh trai, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vương Chí Vĩ thấy vậy, nhanh chóng vui mừng kích động nghênh đón. Bởi vì người đàn ông đầu chọc phạm vỡ dẫn đầu kia chính là anh trai của anh ta, Vương Bá. Bị thương ở chỗ nào? Vương Bá quan sát Vương Chí Vĩ từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi. Tay phải của em, xương cốt đều nát bấy rồi. Vương Chí Vĩ cố nén cơn đau nhức, nâng cánh tay phải lên. Vương Bá nhìn cánh tay phải mềm nhũn không ngừng chảy máu kia của Vương Chí Vĩ, sắc mặt chợt trầm xuống lạnh lùng hỏi ai làm ra chuyện này hả? Chính là tên nhóc đó, anh trai, anh nhất định phải báo thù cho em. Vương Chí Vĩ vội vàng chỉ vào Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. chương 317, quái vật. Vâng, đám đàn ông kia cười lạnh, cầm chắc vũ khí trong tay trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Thu. Bạo Long cùng hai người hồng khổng tước vừa định tiến lên che chở Diệp Thu ở sau lưng. Thì ngay lúc này, Diệp Thu xua tay, nhàn nhạt nói, không cần. Nghe vậy, bạo long cùng hồng khổng tước hơi sửng sốt, sau đó liền lui ra ngoài. Hai người bọn họ biết Diệp Thu muốn tự mình ra tay. Mà với năng lực của Diệp Thu, hai người bọn họ đương nhiên yên tâm 100%. Rất nhanh. Đám người tay cầm vũ khí kia lao đến trước người của Diệp Thu. Nhóc con, tốt nhất mày đừng nên lộn xộn, nếu không, lưỡi liềm của tao không có mắt đâu một tên đàn ông trong đó cầm liềm trên tay, trợn mắt nhìn Diệp Thu, diễu cợt nói. Ngay sau đó, một tay anh ta vung liềm, tay còn lại trực tiếp chộp lấy cánh tay của Diệp Thu. Mắt thấy bản thân sắp thực hiện được ý định. Thì ngay tại thời điểm này, Diệp Thu chợt giơ chân lên, đạp tới. ầm, uhm, chỉ nghe một tiếng rên vang lên. Người đàn ông kia bị đạp bay ra ngoài. Mà lần bay nay lại khoảng chừng hơn 10 mét rồi mới rơi xuống đất. Đám người còn lại thấy cảnh tượng này, nhất thời cũng ngẩn ngơ. Cái quái gì thế này? Một cú đá có thể đạp một người cao to như vậy bay hơn chục mét sao? Thế này phải dùng bao nhiêu sức lực đây? Trong chốc lát, bọn họ đều nuốt khan. Giống như bị kinh sợ vậy. Còn có hai anh em vương bá cùng vương trí vĩ nữa. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng thực lực của Diệp Thu lại có thể mạnh như vậy. Anh à, tên nhóc này có chút sức lực anh đừng xem thường cậu ta. Vương Chí Vĩ nhanh chóng quay đầu nhìn sang Vương Bá, nhắc nhở. Nghe vậy, Vương Bá gật đầu, vội vàng hô to về phía đám người kia, cùng sông đến cho tao, đừng lẻ tẻ từng người. Vâng, đám đàn ông kia nghe thấy vậy, cắn răng, không nhiều lời, nắm chặt vũ khí, giống như một bầy ong sông về phía Diệp Thu. Thấy vậy, Diệp Thu chẳng những không hề hoảng sợ chút nào, mà khóe miệng lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một cái bóng, lóe lên giữa đám người kia. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng la hét cùng âm thanh ngã xuống đất. Chỉ ngắn ngủi 2 3 giây thôi, gần 20 người, toàn bộ đều nằm la liệt trên mặt đất. Người duy nhất có thể đứng tại chỗ, chỉ còn mình Diệp Thu. Những người còn lại đều ôm bụng ngã xuống đất với vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người bao gồm cả tiểu đội thiên võng và hàn tiêu tiêu. Mặc dù ngày hôm qua ở cục cảnh sát, bọn họ đã thấy được sự lợi hại của Diệp Thu. Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn làm cho họ bàng hoàng không thôi. Chỉ ngắn ngủi trong vài giây, anh đã có thể hạ gục gần như 20 người. Sức mạnh này còn có thể biến thái hơn nữa được sao? Bạo Long lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại anh ta mới biết, ngày hôm qua Diệp Thu thi đấu với mình, thật sự đã nhẹ tay rất nhiều rồi mà trong nhóm người này còn cầm theo vũ khí nữa cho dù anh ta cùng hồng khổng tước có hợp lực đối phó cũng cần một khoảng thời gian nhất định mà chỉ mình diệp thu thôi chỉ dùng mấy giây nhìn sự tranh lệch thời gian này không cần nói cũng biết rõ rồi trong nháy mắt ánh mắt của bốn người tiểu đội thiên võng nhìn diệp thu càng thêm hâm mộ mà ánh mắt của hàn tiêu tiêu lại trở nên có chút phức tạp bởi vì diệp thu ở trong mắt cô càng thêm trói mắt càng không thể leo tới được điều này làm cho cô ta thấy khoảng cách giữa mình và diệp thu càng lúc càng xa có lẽ sau này sẽ là người của hai thế giới nghĩ đến đây hàn tiêu tiêu cũng có chút mất mát thở dài so với sự kinh ngạc của nhóm người tiểu đội thiên võng giờ phút này sắc mặt của hai anh em nhà họ vương hoàn toàn kinh hãi nói đúng hơn hai anh em bọn họ đã sống nhiều như vậy nhưng chưa từng thấy qua người nào mạnh mẽ như vậy cả cảnh tượng vừa rồi làm cho bọn họ có cảm giác như đang xem một bộ phim võ thuật vậy điều này khiến cơ thể họ bất giác run một lúc mà tại thời điểm này diệp thu quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ vết miệng cười lộ ra một hàm răng sáng nhưng mà nụ cười chân thật như vậy lại làm cho hai anh em nhà họ vương không tự chủ được mà run lên nếu là một người bình thường cười như vậy thì không có vấn đề gì cả nhưng mấu chốt là Diệp Thu vừa rồi nổi trận lôi đình đã giải quyết mấy chục người lận, bây giờ lại nhìn bọn họ cười. ở trong mắt họ thật sự giống như một nụ cười của ác quỷ vậy, không hề có chút chân thành nào cả, ngược lại còn làm cho hai anh em bọn họ sợ đái ra quần. Em trai, trước kia em còn nhớ một câu danh ngôn trí lý mà anh đã từng nói không? Cổ của Vương Bá có chút cứng ngắc nghiêng đầu về phía Vương Chí Vĩ đang phát run bên cạnh, sắc mặt khó coi hỏi. Danh ngôn trí lý gì? Gì vậy? Vương Chí Vĩ run rẩy hỏi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, mau chạy thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, chờ bị ăn đòn sao? Vương bá nói xong, không nhiều lời, vội vàng xoay người chạy về phía chiếc xe van mà anh ta lái tới lúc nãy. Vương Chí Vĩ sừng sốt một thoáng, sau đó vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, hai anh em nhà họ Vương giống như con thỏ nhỏ vậy, đừng nói là phải chạy trốn thật nhanh, còn hận vì sao cha mẹ bọn họ chỉ sinh ra có hai chân nữa cơ. Mắt thấy hai anh em bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lao về phía chiếc xe van, sau đó định nổ máy xe để tẩu thoát. Anh Diệp, chúng ta có cần đuổi theo bọn họ không? Bạo Long nhìn Diệp Thu, nghi ngờ hỏi. Diệp Thu xua tay, sau đó lách người sang đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thu đã tới trước đầu chiếc xe van kia. Điều này làm cho Vương Bá đang ngồi trên ghế lái hoàn toàn sửng sốt bởi vì tốc độ của diệp thu thật sự quá nhanh giống như một con quỷ vậy xuất quỷ nhập thần. tuy nhiên rất nhanh sau đó vương bá lập tức phản ứng lại khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt hung ác nói nhóc con đây là do mày muốn chết đừng trách ông đây không khách khí suốt lời vương bá đạp hết chân ga lái xe lao thẳng vào người diệp thu thấy cảnh tượng này trên gương mặt của tiểu đội thiên võng cùng hàn tiêu tiêu ở cách đó không xa đều hiện lên đầy vẻ lo lắng dù sao ở khoảng cách gần như vậy, mà tốc độ của xe lại nhanh đến thế. Căn bản là không thể nào tránh được, chuyện này khiến cho trái tim của 5 người bọn họ lúc này gần như muốn trào lên cổ họng. Tuy nhiên, khoảnh khắc khi chiếc xe sắp đụng vào người Diệp Thu, Diệp Thu trực tiếp duỗi tay phải ra, đặt ở phía trước đầu xe van. Trong nháy mắt, chiếc xe van đang lao tới với tốc độ cực nhanh, đột ngột dừng lại tại chỗ. Mà lốp xe vẫn không ngừng xoay tại chỗ, đào ra thành hai cái hố trên mặt đất. Bụi đất quanh xe bay loạn đầy trời. Nhưng mà thân xe vẫn không có cách nào tiến thêm một bước nữa cả, dù chỉ là một ly. Cảnh tượng này. chương 318, ba tôi là trưởng thôn lúc này, vương bá vô cùng kinh hãi. Anh ta hung dữ chừng mắt nhìn vương chí vĩ đang ngồi ở ghế lái bên cạnh, nổi giận mắng, mày rốt cuộc chọc phải yêu quái phương nào vậy hả? Còn bảo tao mang người tới cứu mày, mày cố ý muốn hại chết tao đúng không? em không có mà em cũng không biết sao anh ta có thể mạnh kinh khủng như vậy mẹ kiếp đây rốt cuộc có còn là người không vậy chẳng lẽ trên đời này thật sự có siêu nhân sao Vương Chí Vĩ cũng đầy hoảng sợ nói nếu anh ta sớm biết sức lực của Diệp Thu mạnh như vậy cho dù có cho anh ta một trăm lá gan anh ta cũng tuyệt đối không bao giờ dám chọc giận Diệp Thu hôm nay tao coi như bị mày hại chết rồi bình thường ở trong thôn mặc mà kệ mày kiêu ngạo thế nào tao cũng có thể giúp mày lau mông nhưng người ở ngoài tới mà mày cũng dám chọc hả, người lái BMW mà mày cũng dám đụng vào, hôm nay cả hai chúng ta đều phải đi đời rồi. Vương bá trợn mắt nhìn chằm chằm Vương Chí Vĩ. Giờ phút này, anh ta thật sự có dã tâm muốn giết chết Vương Chí Vĩ. Nếu không phải nghe lời của Vương Chí Vĩ, bây giờ anh ta còn đang ở nhà hàng xóm trò chuyện với quả phụ nhỏ đấy. Sợ cái gì chứ, không phải còn có ba chúng ta sao? tên này dù có mạnh đến đâu cũng không dám động đến ba của chúng ta đâu, đúng không? Nói thế nào ba chúng ta cũng xem như là một cán bộ mà. Cả người vương trí vĩ run rẩy nói. Đúng, 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 tên nhóc nhà mày cuối cùng cũng nói một câu nghe được. Vương bá gật đầu, sau đó nhanh chóng nhìn về Diệp Thu ở trước xe, hô lớn, này, người ở bên ngoài kia, màu nghe cho kỹ đây, ba tao là trưởng. Tuy nhiên, lời của vương bá còn chưa dứt, ngay lúc này, Diệp Thu cúi người xuống, một tay nâng khung gầm phía trước, nhấc đầu xe lên. Cảm nhận được đầu xe đột ngột được nâng cao lên, sắc mặt của hai anh em nhà họ Vương trong nháy mắt thay đổi, gần như bị dọa hoảng hồn. Còn chưa đợi hai anh em bọn họ kêu lên thành tiếng, Diệp Thu lại tiếp tục dùng sức ở cánh tay nâng đầu xe lên, đột ngột nhấc khỏi mặt đất. Xe bị Diệp Thu hất bay ra xa, xoay tròn trên không trung, lật ngược lại. Ầm uhm chỉ nghe một tiếng động thật lớn. Chiếc xe van nặng nề rơi xuống đất. Mà ngay giờ phút này, khung của xe đang hướng lên trời, còn đầu thì chốc xuống dưới. Về phần hai anh em nhà họ Vương ở trong xe đã sớm lộn tùng phèo, không biết Đông Tây Nam Bắc gì cả. Cách đó không xa, tiểu đội thiên võng cùng Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, đều xứng sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì cả. Bọn họ có cảm giác như vừa được xem một bộ phim khoa học viễn tưởng do người thật đóng vậy. Trời mẹ ơi! Một tay có thể nhấc bay một chiếc xe van bay xa. Sức lực này lớn đến thế nào chứ? Thật kinh khủng, Diệp Thu không nhanh không chậm đi đến trước xe van, kéo cửa xe ra. Mang hai anh em nhà họ Vương đang choáng váng ở bên trong xe sách ra, xoay người đi về phía nhóm người Hàn tiêu tiêu, ném trên mặt đất. Qua một lúc lâu, hai anh em bọn họ mới xem như tỉnh táo lại. Mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu một lần nữa, giống như vừa nhìn thấy yêu quái vậy sợ hãi đến mức muốn kêu mẹ tại chỗ ngay lúc này diệp thu ngồi xổm xuống trước mặt hai người bọn họ sắc mặt của hai anh em này bị hoảng sợ ngay lập tức cơ thể bất giác run lên mày mày muốn làm gì tao cảnh cáo mày ba tao là trưởng thôn vương gia nếu mày dám động đến chúng tao ba tao sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mày vương bá trợn mắt nhìn diệp thu mạnh miệng nói ồ trưởng thôn à chức vụ này không nhỏ đâu. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trên mặt mang theo vẻ bông đùa nói. Bốn người của tiểu đội thiên võng cùng Hàn Tiêu Tiêu nghe thấy vậy, đều lắc đầu cười. Hừ, đừng nghĩ trưởng thôn không phải là cán bộ, ba tao rất lợi hại, mày còn không mau thả chúng tao ra, nếu không ba tao tuyệt đối sẽ không để mày đi đâu. Vương Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng, vẫn cao ngạo nói. Thế sao? Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, trực tiếp đứng dậy từ trên mặt đất, nhàn nhạt nói cho các anh một phút đồng hồ, gọi điện thoại bảo ông ta đến đây. Hử, cả hai anh em nhà họ Vương đều sửng sốt. Nếu ông ta không đến, hai người các anh có thể mất mạng đấy, hậu quả thế nào, tự mình gánh lấy. Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, hai anh em kia bị dọa sợ tới mức sắc mặt thay đổi, không dám do dự chút nào cả. Vương bá vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho ba mình, cũng chính là trưởng thôn của thôn Vương ra cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Alo, ba ơi, con cùng với Chí Vĩ bị người ta đánh, ngay ngã ba ngoài cổng thôn, ba mau đến đây cứu hai bọn con đi. Đối phương thật sự rất ngạo mạn, bọn họ chỉ đích danh muốn gọi ba tới, nếu không sẽ giết chết cả hai người bọn con. Vương bá khóc lóc kêu cứu. Cái gì, trên địa bàn của thôn Vương ra mà dám phách lối như vậy sao? Bảo cậu ta đợi đó, ba lập tức tới ngay. Vương đồng cương tức giận gầm lên. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy chưa, ba tao sẽ lập tức tới đây thôi. Tốt hơn hết là bọn mày nên đối xử khách khó với chúng tao một chút, coi như để lại cho mình một đường lui, hiểu không? Vương Chí Vĩ liếc nhìn đám người Diệp Thu, ngạo nghễ nói. "Ồ, vậy sao?" Khóe miệng của Diệp Thu hơi cong lên. "Hừ, đặc biệt là mày, nhóc con, mày cứ chờ đó cho tao, đợi lát nữa ba tao đến đây, sẽ giết chết mày thế nào?" Vương Chí Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, hung ác nói. Nhưng mà Vương Bá ở bên cạnh nghe thấy lời này, sắc mặt chờ tái xanh, không nhiều lời, trực tiếp đánh vào ót của Vương Chí Vĩ, mắng, không muốn chết thì câm miệng ngay cho tao. Nói xong, anh ta nhanh chóng nhìn Diệp Thu cười giải thích, đầu óc em trai tôi không được tốt cho lắm, mong anh đừng chấp với nó. Vương Chí Vĩ xoa đầu, nhìn Vương Bá, vẻ mặt khó hiểu hỏi, anh trai, ba của chúng ta sắp đến rồi, không phải anh vừa mới gọi ông ấy sao? Dù sao chỉ cần chờ ba của chúng ta tới, tên nhóc này chỉ còn một con đường chết mà thôi. Còn cả đám người này nữa, một người cũng. Bốp, Vương Bá vội vàng tát vào mặt Vương Chí Vĩ, ngắt lời Vương Chí Vĩ. Anh trai, sao anh lại đánh em? Vương Chí Vĩ che mặt, mặt đầy oan ức hỏi. Chẳng lẽ em đã quên trước đây anh trai thường xuyên nói với em một câu danh ngôn chí lý sao? Vương Bá chấp mắt nhìn về phía Vương Chí Vĩ, ra hiệu ngầm. 36 kế, chuồn là thượng sách. Vương Chí Vĩ sửng sốt một thoáng, nghi ngờ hỏi: "Mẹ kiếp, không phải câu này, là câu khác." Vương Bá gần như cạn lời. Trong đầu anh ta nghĩ thầm, bây giờ ông đây còn muốn rời khỏi đây sao? Điểm quan trọng là rời đi hả? Ngay cả xe cũng bị lật ngược rồi, lấy gì để đi chứ? "Câu khác sao? Em không biết mà." Vương Chí Vĩ lắc đầu, vẻ mặt bối rối nói: "Em đúng là đồ óc heo, nhẫn nại một lúc sóng yên biển lặng, biết không? Ba của chúng ta bây giờ còn chưa có đến đâu." Vương Bá liếc nhìn Vương Chí Vĩ một cái, nhắc nhở. Ý kia rõ ràng muốn dặn cho Vương Chí Vĩ biết, trước mắt phải khiêm tốn một chút, cho dù giả bộ đáng thương, cũng phải kiên trì cho đến khi ba tới rồi hãng nói. Chương 319, khẩu khí của cán bộ thật lớn. Ước chừng khoảng vài phút đồng hồ từ xa đột nhiên truyền đến âm thanh của xe máy kéo. Nghe tiếng động, mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe máy kéo từ trong thôn vương ra đi ra, đang theo con đường làng chạy ra ngoài ngã ba này. Mà trong mỗi chiếc xe máy kéo, lại không phải hoa màu lương thực, mà là người, đầy dẫy người. Trẻ có già có, nam có nữ có, trong tay đều cầm theo công cụ làm nông. Nhìn dáng vẻ đó, Rõ ràng trưởng thôn Vương Đồng Cương đã mang theo toàn bộ những người đang làm việc trong thôn ra đây rồi. Thấy vậy, Diệp Thu cũng lắc đầu cười, Diếu cợt nói, không hổ là trưởng thôn, ra trận thế này, khí thế đúng là không nhỏ chút nào nhỉ. Ha ha, biết sợ chưa? Nhiều người như vậy, mày chết chắc rồi. Vương Chí Vĩ cười lạnh, mặt đầy kích động nói, bởi vì lần này, ba của anh ta mang người tới, nếu so với số người vừa rồi Vương Bá đưa đến thì nhiều hơn hẳn. Ít nhất cũng có hơn 200 dân làng, mỗi người tùy tiện khạc một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm diệp thu rồi. Điều này làm cho anh ta cảm thấy tự tin hơn hẳn. Thấy vậy, Vương Bá cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm. Rất nhanh, đoàn máy kéo dừng lại. Trên chiếc xe máy kéo trước mặt có một ông lão mặt bộ quân trang màu xanh lá cây kiểu xưa bước xuống, khoảng chừng trên 50 tuổi, tóc bạc phơ, tuy nhiên bước chân lại hoàn toàn khí thế. Ông ta trực tiếp ngoắc tay với dân làng trên xe máy kéo, nói: "Xuống hết đây cho tôi, kẻ xấu ở phía trước, tất cả mọi người bao vây lại, đừng để bọn chúng chạy mất." Theo lệnh của ông lão, dân làng xôn xao nhảy khỏi máy kéo, xông về phía trước, bao vây Diệp Thu, Hàn Tiêu Tiêu cùng tiểu đội Thiên võng lại. Không gian tối om lại, trên 100 người, trông vô cùng áp bức. Thấy vậy, trên mặt hai anh em nhà họ Vương lập tức hiện lên vẻ đắc ý cùng phách lối hai người bọn họ trực tiếp đứng lên khỏi mặt đất làm loạn đi tiếp tục làm loạn xem nào có bản lĩnh thì mày cứ ra tay để tao nhìn thử coi mày có bị đánh chết không vương bá nhìn diệp thu ngạo nghễ nói nhóc con chắc không ngờ tới nhỉ đây là kết cục của việc mày dám đắc tội với tao hôm nay bọn mày đừng hòng an ổn rời đi tao đã nói rồi ở địa bàn của thôn vương gia mày là ai tao không cần biết ở nơi này do người nhà họ vương chúng tao định đoạt Vương Chí Vĩ cực kỳ ngung cuồng nói, mà ngay lúc này đám người kia tách ra thành một con đường, ông lão dẫn đầu lúc nãy đi vào trong, thấy vậy Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ vội vàng tiến lên minh đón, kêu lên: "Ba ơi, ba tới rồi! Hai đứa không sao chứ?" Vương Đồng Cương quan sát hai đứa con trai của mình, quan tâm hỏi: "Con không sao, nhưng tay phải của Chí Vĩ đã bị người ta phế rồi." Vương Bá lắc đầu, nói: Hả? Vương Đồng Cương hít mắt lại, sau đó nhìn về bàn tay phải đầy máu của Vương Chí Vĩ, sắc mặt chợt trầm xuống, quay đầu trừng mắt nhìn đám người Diệp Thu, cực kỳ tức giận hét lên, ai làm? Ngay cả con trai của Vương Đồng Cương tao mà cũng dám đánh, thật sự không muốn sống nữa sao? Thôn trưởng Vương, khẩu khí của cán bộ lớn quá nhỉ. Khóe miệng của Diệp Thu nhếch lên, mặt đầy đùa cợt nói. Mày là ai? Vương Đồng Cương cao mày lại, lạnh lùng hỏi. Cha, chính là anh ta đã phế tay con." Vương Chí Vĩ dùng tay chỉ vào Diệp Thu, tức giận nói. "Ồ, hóa ra là mày, tên nhóc con, gan lớn nhỉ." Trong mắt của Vương Đồng Cương lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Nói đi, mày định giải quyết chuyện này thế nào?" "Tôi định giải quyết thế nào sao?" Diệp Thu nở nụ cười nghịch ngợm, liếc mắt nhìn Vương Chí Vĩ, cười lạnh nói, "Con trai của ông không tuân thủ luật lệ giao thông, đụng vào xe của chúng tôi." Không muốn xin lỗi mà còn muốn ra tay đánh người. Tôi mới muốn hỏi ông đấy, chuyện này ông định giải quyết thế nào? Hay có thể nói, anh ta ỷ có ông bao che, cho nên trong mắt mới không hề biết pháp luật như vậy. Hừ, ông đây không muốn nghe mày nói nhảm nhiều như vậy, cho dù con trai tao đụng xe của bọn mày trước thì thế nào. Đó là do chúng mày đáng đời thôi, nhưng bây giờ mày lại đánh con trai tao, chính là mày không đúng. Hơn nữa, để tao sửa lại lời của mày một chút trong mắt con trai tao không phải không có pháp luật mà là ở chỗ này tao chính là pháp luật nó là con trai tao cho nên tất cả những gì nó làm đều đúng cả mày hiểu chưa vương đồng cương hừ lạnh một tiếng vô cùng phách lối nói đã hiểu bây giờ tôi hiểu rồi diệp thu trầm ngâm gật đầu mặt đầy diễu cợt nói trẻ nhỏ vô lý mà người già càng vô lý hơn người xưa nói đúng là không sai thượng bất chính hạ tắc loạn dùng câu này ở trên nhà các ông thật sự quá thích hợp, tôi không còn gì để nói cả. Không có gì để nói đúng không? Vậy thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa bồi thường tiền thuốc men cho con trai của tao, nếu không, hôm nay tao nhất định sẽ để cho chúng mày phải vào bệnh viện." Vương Đồng Cương cười lạnh, ngông cuồng nói. Nghe vậy, Diệp Thu lắc đầu cười nhạt, sau đó trực tiếp nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu, cười nói: "Tiêu Tiêu, lấy danh nghĩa của tôi, gọi điện cho ba của cô, nói cụ thể chuyện ở đây cho ông ấy nghe." hử. Hàn tiêu tiêu hơi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi điện thoại cho ba của mình, Hàn vệ quốc, nói cho ông biết tình hình ở đây. Vốn dĩ Hàn vệ quốc không quá coi trọng. Nhưng khi Hàn tiêu tiêu nói rằng cuộc điện thoại này là do Diệp Thu yêu cầu gọi tới. Giọng điệu của Hàn vệ quốc lập tức trở nên khẩn trương nghiêm túc, vội vàng quan tâm hỏi, Diệp tiên sinh không sao chứ? Có bị thương không, tiêu tiêu, con nhất định phải bảo vệ Diệp tiên sinh cho thật tốt, đừng để cậu ấy tổn thương dù chỉ là một sợi tóc đấy nghe xong lời của ba mình hàn tiêu tiêu cứng họng bây giờ cô bắt đầu cực kỳ hoài nghi rằng rốt cuộc cô có phải là con ruột của ông hay không cô nói mình bị bao vây ba không hề quan tâm chút nào cả mà lúc nói diệp thu cũng ở đây cuộc gọi này là do diệp thu yêu cầu ba cô lập tức trở nên lo lắng cuối cùng ai mới là con ruột chứ chuyện này làm cho Hàn Tiêu Tiêu thấy có hơi chua chua gì đó. Đồng thời cô cũng vô cùng nghi ngờ. Tại sao những nhân vật lớn mà cô biết đều có thái độ cung kính với Diệp Thu như vậy chứ? Cục trưởng Triệu cũng nằm trong số đó, vẫn luôn khách khí với Diệp Thu. Mà bây giờ, tại sao ba cô khi nghe thấy tên của Diệp Thu cũng kính cẩn thế nhỉ? Dù gì ba cô cũng là người đứng đầu của thành phố. Suốt cuộc Diệp Thu này có thân phận gì vậy? Hàn Tiêu Tiêu phát hiện ra cô càng lúc càng không đoán được Diệp Thu. Lúc này, ở đầu dây bên kia, Hàn Vệ Quốc thấy Hàn Tiêu Tiêu nửa ngày không nói lời nào, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi: "Tiêu Tiêu, sao con không nói chuyện? Có phải Diệp tiên sinh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con mau nói đi xem nào." Mặt của Hàn Tiêu Tiêu nhất thời đầy vạch đen, cạn lời nói: "Ba, ba yên tâm, Diệp Thu không sao cả, vẫn chạy nhảy bình thường vui vẻ." "Được, vậy tốt rồi." con nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Tiên sinh đấy. Hàn vệ quốc nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, dặn dò hết lần này tới lần khác. chương 320, chính xác thì ông đã làm cái gì? Bây giờ Hàn Tiêu Tiêu đã bắt đầu thật sự hoài nghi rốt cuộc cô có phải là con ruột của ba cô hay không? Thở dài một hơi, cô vừa định cất điện thoại đi. Thì ngay tại thời điểm này, điện thoại di động của cô lại đột ngột vang lên. Nhìn màn hình, hóa ra là hàn vệ quốc gọi tới điều này làm cho hàn tiêu tiêu hơi sửng sốt sau đó khóe miệng nở một nụ cười mỉm xem ra ba của cô còn quan tâm tới cô đây mà vừa rồi nói không để ý mà bây giờ còn tự mình gọi điện cho cô nghĩ đến đây hàn tiêu tiêu vui vẻ nhận điện thoại vừa mới chuẩn bị định mở miệng thì ngay lúc này cô lại nghe hàn vệ quốc ở đầu dây bên kia cười nói đúng rồi tiêu tiêu vừa rồi quên nói với con Nhớ giúp ba hỏi thăm sức khỏe Diệp tiên sinh nha. Được rồi, ba cúp máy trước. Nói xong, Hàn Vệ Quốc lại cúp máy lần nữa. Hàn Tiêu Tiêu thật sự không nói nên lời. Cô quyết định lần này về nhất định phải hỏi mẹ, nhà cô rốt cuộc đã đóng tiền điện thoại chưa? Cha cô nói thế nào? Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, mỉm cười hỏi. Hừ. Hàn Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, có chút chua ngoa nói, ông ấy nói sẽ lập tức xử lý sự việc này ngay hơn nữa còn muốn tôi giúp ông ấy chào hỏi anh được tôi biết rồi diệp thu cười gật đầu sau đó nhìn vẻ mặt không vui của hàn tiêu tiêu theo bản năng hỏi cô sao vậy không liên quan đến anh hàn tiêu tiêu vểnh môi lên mặt hếch lên nói khoan nói đến có chuyện gì đã chỉ cần nhìn bộ dáng tức giận kia đã thấy vô cùng đáng yêu thấy vậy diệp thu cũng mỉm cười lắc đầu anh phát hiện ra rằng cảnh sát hàn bạo lực này đôi lúc thật dễ thương. Này này này, nhóc con, chúng mày ở đó thì thầm cái gì đấy? Tao cho mày thêm 10 giây để quyết định, nếu như mày không sớm xin lỗi con trai tao, vậy thì tao sẽ để cho tất cả mọi người ra tay. Dù sao nhiều người thì không cần phải chịu trách nhiệm đâu, đến lúc đó cứ đánh chết mày, mày cũng không còn chỗ nào để đòi lại công lý, biết chưa? Vương Đồng Cương trợn mắt nhìn Diệp Thu, cực kỳ phách lối uy hiếp nói. Nhóc con, mày đừng cố gắng vùng vẫy làm gì, ở nơi này nhiều người như vậy, mày có muốn chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại. Cho dù là ông trời tới cũng không cứu được bọn mày đâu, biết chưa? Bởi vì ở chỗ này của cha tao, ông ấy chính là trời. Lông mày của ông bá lông mày nhướng lên, hết sức ngông cuồng nói. Ha ha ha, nhóc con, bây giờ mày rất tuyệt vọng đúng không? Không có ai giúp đỡ chứ gì. Không còn cách nào đâu, đây là cái giá mà mày phải trả cam chịu số phận đi hôm nay ai cũng không thể cứu được mày đâu trên địa bàn của thôn vương gia này lời của ba tao chính là thánh chỉ ông ấy muốn mày sống thì mày mới có thể sống còn ông ấy muốn mày chết thì mày nhất định phải chết vương trí vĩ ngửa đầu lên trời cười điên cuồng mặt đầy đắc y nói nói khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên ngược lại không nói gì cả trên thực tế lấy thực lực của anh nếu muốn công phá vòng vây không ai có thể ngăn cản được cả chỉ là một hai trăm người mà thôi, cho dù gấp mười lần, anh cũng có thể giết như thường để ra ngoài. Tuy nhiên, những người có mặt lúc này đều là thôn dân ở thôn Vương Gia. Nói không chừng, bọn họ đều bị Vương Đồng Cương lừa tới. Diệp Thu không muốn làm tổn thương người vô tội, cho nên mới không xuống tay, mà trực tiếp để cho Hàn Tiêu Tiêu gọi điện ba cô ấy giải quyết chuyện này. Anh tin rằng sẽ không lâu nữa, vấn đề này có thể được giải quyết. Cho nên anh cũng lười phải phí nước bọt với cha con nhà họ Vương. Dù sao, những gã đàn ông thô bỉ cùng ngang ngược này có thể nói được gì hay ho chứ? Nhưng mà, cha con nhà họ Vương thấy Diệp Thu không nói lời nào, còn tưởng rằng Diệp Thu sợ hãi, trong mắt hiện đầy vẻ khinh bỉ cùng châm chọc. Vương Đồng Cương trực tiếp đứng lên đếm ngược, 10, 9, 8, 2, 1. Khi chữ 1 vừa rơi xuống, ngay tại giờ phút này nhạc chuông điện thoại di động của ông ta đột ngột vang lên. Vương Đồng Cương hơi nhíu mày lại, theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem, là chấn trưởng Ngô Đại Hải gọi tới. Đây là cấp trên trực tiếp của ông ta, Vương Đồng Cương không dám do dự, vội vàng nhận điện thoại, cười nịnh nọt nói, chấn trưởng, có chuyện gì? Tuy nhiên, Vương Đồng Cương chưa nói xong. Ở đầu dây bên kia lại vang lên tiếng gầm thét cực kỳ tức giận của Ngô Đại Hải, Vương Đồng Cương, ông đã làm gì sau lưng tôi? hả ông rốt cuộc đã làm cái gì vậy tôi tôi không làm gì mà trấn trưởng sao ông lại hỏi như vậy đầu óc của vương đồng cương mơ hồ mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi tại sao tôi lại hỏi như vậy sao ông có biết vừa rồi phía trên đích thân gọi điện thoại cho tôi bảo tôi phải trừng trị nghiêm khắc chuyện ông đã làm không nếu không tôi phải về nhà làm ruộng đấy ngô đại hải lạnh lùng mắng hả tại sao lại như vậy trấn trưởng có phải đã có hiểu lầm gì rồi không? Mấy năm nay tôi vẫn luôn cẩn trọng, cực kỳ nghiêm túc quản lý phụ trách thôn vương gia, tuy không có thành tích gì đặc biệt lớn nhưng cũng không phạm phải sai lầm gì cả. Tại sao ông lại nói tôi như vậy? Vương Đồng Cương mặt đầy oan ức hỏi. Ông nói tại sao hả? Tôi hỏi ông, có phải trước mặt ông đang có vài người trẻ tuổi đúng không? Ngô Đại Hải trầm giọng hỏi. Nghe những lời này, Vương Đồng Cương hơi sướng sờ, theo bản năng liếc nhìn đám người Diệp Thu, trong lòng giấy lên một dự cảm không lành, sắc mặt khó coi nói, đúng vậy. Là mấy người trẻ tuổi, nhưng chấn trưởng à, ông nghe tôi giải thích đã. Những thanh niên này đã tông vào xe của con trai tôi, còn đánh con trai tôi thành tàn phế, người làm cha như tôi không thể chỉ biết đứng nhìn thôi chứ. Con mẹ nó đổ vô tích sự nhà ông, ông coi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Phía trên nói với tôi cả rồi, rõ ràng là con trai của ông gây sự trước, cho dù con trai ông có bị đánh chết cũng là đáng bị như vậy ngô đại hải mở miệng mắng sau đó còn lạnh giọng cảnh cáo còn nữa tôi cảnh cáo ông vương đồng cương những người trẻ tuổi này đừng nói là ông ngay cả tôi cũng không động vào nổi phía trên đã căn dặn rồi ông phải đối đãi cho thật tốt ông tốt nhất đừng làm bậy cho tôi bây giờ tôi lập tức tới cửa thôn của các ông trước đó nếu đám thanh niên này thiếu mất một sợi tóc thôi tôi cũng sẽ lấy mạng của ông nhất là cậu thanh niên tên diệp thu kia Ông nhất định phải đối đãi như ông nội của ông vậy, có nghe rõ chưa? Nếu không, ông cứ chuẩn bị đào hố chôn mình đi. Nói xong, ông ta trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại truyền đến tiếng tít ngắn. Vương Đồng Cương hoàn toàn sững người tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc, trông cực kỳ ngớ ngẩn. Bởi vì những lời nói đó của Ngô Đại Hải làm cho ông ta cực kỳ chấn động. Đặc biệt là những câu cuối kia. Càng làm cho sắc mặt của Vương Đồng Cương khó coi đến cực điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 320.